bạn đang nghe truyện ta đệ tử tất cả đều là sa điêu người chơi tại sâu lười audio hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chương 221, bị bắt sống ba người, bách tộc chi địa tổng cộng 7 đại chủ thành, trong đó bốn cái vì bốn đại tộc sở hữu, mặt khác ba cái vì các tộc cộng đồng thống trị trung lập thành thị, thiên diệp thành, chính là trung lập tam đại thành một trong. Cho nên nơi đây hội tụ từng cái chủng tộc, đầu đường bên trên, làng nhân tộc, tứ mục tộc, hoặc là cổ đồng tộc chỗ nào cũng có. Lúc này, thiên dịp trong thành khắp nơi đều đang lưu truyền một cái tin tức kinh người, nghe nói không? Nhân tộc cũng dám xuất hiện ở bách tộc chi địa, nghe nói, nghe nói là hai cái đáng chết nhân tộc, dĩ nhiên giả mạo một nhân tộc. Một người trong đó đã bắt được, một cái khác vẫn còn ở trốn, ha ha ha, thực sự là ngu xuẩn, một nhân tộc hơn hai trăm năm trước cũng đã toàn tộc diệt vong toàn bộ Tây vực mọi người đều biết, hai cái này ngu ngốc nhân loại có phải hay không ngốc. Vẫn là cũng không điều tra. Cư nhiên giả mạo một nhân tộc, thiên dịp thành trên đường phố, từng cái chủng tộc đều là dồn dập nghị luận, mau nhìn thiên bên trên. Lúc này, không ít các tộc người dồn dập ngẩng đầu, bầu trời bên trong, bay tới một đầu sông đầu cự xà. Cự xà có hai đôi cánh khổng lồ, lưng đứng hơn 10 cái khí tức cường đại bách tộc cường giả, dẫn đầu một cái, rõ ràng là tứ mục tộc cường giả mơ hồ tản mát ra luân hải cảnh cường đại khí tức tay bên trong còn mang theo một cái thân ảnh id tản mát a sen bô qua trời ạ à, là tứ mục tộc cường giả mu gia đại nhân không ít các tộc người dồn dập nhìn về phía cái kia dẫn theo một cái nhân tộc dẫn đầu thân ảnh sông đầu cự xa rất nhanh thì rơi xuống trong thành phố giữa sân rộng bên trên không ít các tộc người nghe tin dồn dập chạy tới vây xem, ở trên quảng trường, thình lình đã treo một cái lồng sắt, trong lồng, nằm một cái cả người máu tươi thân ảnh, ai đi, người khiêm tốn. Oanh Tứ mục tộc cường giả mu gia ầm ầm rơi xuống đất 997, thuận tay, liền đem trong tay tảng mát A. sen vô qua ném tới bên trên. Không hổ là mu gia đại nhân, cư nhiên bắt được cái kia chạy trốn nhân tộc vài cái tướng mục tộc chiến sĩ dồn dập sông tới kiểm tra một chút, a, à, cái gia hỏa này chết rồi. vài cái tướng mục tộc cường giả kiểm tra một chút, mới phát hiện cái này nhân tộc đã chết thấu, ừm, người này thực lực không kém, dường như muốn liều mạng, ta đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp một kích giết hắn đi. Mu gia nhìn lướt qua tảng mát a, Senbo qua thi thể, nhàn nhạt mở miệng, không hổ là Mu gia đại nhân nhân tộc những cái này tên đáng chết, căn bản không phải là đối thủ của ngài. Vài cái tứ mục tộc chiến sĩ vội vàng vuốt đuôi nịnh bợ, tộc trưởng đại nhân đã biết được tin tức, đồng thời ra lệnh, cho nên ta sớm đã đem trong lòng tre cái kia nhân tộc bị bắt tin tức tung ra ngoài. E rằng, khả năng hấp dẫn còn lại nhân tộc chạy tới cứu viện, mu gia nhàn nhạt mở miệng, ha hả, nhân tộc như vậy gian trá giảo hoạt, không có khả năng bên trên làm chứng nào có kẻ ngu si biết đần độn vọt tới cái này rõ ràng chính là bảy rập địa phương tới cứu người. Vài cái tứ mục tộc chiến sĩ chẳng đáng cười, đều là cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng mà... Oanh! Kèm theo một tiếng ầm vang, hai bóng người vết mặt mười mấy bách tộc chiến sĩ, xuất hiện ở trên quảng trường, thình lình chính là nghe tin chạy đến vương Luffy cùng đế Yoro, tản mắt A. Sen qua, người khiêm tốn. ta vương Luffy, Tới cứu các ngươi. Vương Luffy rống to một tiếng, tự ra hiện tại trong quảng trường gian, trời ạ, à, là đáng chết nhân tộc, ghê tẩm. Nhân tộc, đê tiện, vô sĩ, bẩn thiểu nhân tộc, là nhân tộc, giết bọn họ, nhanh giết bọn họ, chứng kiến vương Luffy cùng đế Yoro xuất hiện, sở hữu bách tộc người toàn bộ đều là lòng đầy căm phẫn, từng cái ánh mắt đỏ bừng không gì sánh được, vô số năm qua truyền thừa xuống tổ huấn bên trong ghi chép năm đó nhân tộc ngang ngược tàn sát các tộc tổ tiên, đem các tộc đẩy vào cái này cực hoang vực khu vực phía Tây. Vô số năm qua, năm đó vạn tộc, chết chỉ còn như bách tộc, hơn 100 năm trước, bốn đại tộc triệt để chưởng khống bách tộc chi địa, công bố tin tức, nói là bách tộc nội loạn vô số năm, phía sau vẫn là nhân tộc đang dở trò, hôm qua bốn đại tộc trăm năm qua vô số lần âm thầm gây xích mít, cho nên các tộc người, đều đối với nhân tộc tràn đầy hận ý, bắt lấy bọn hắn. Muja vung tay lên. Là. Hai cái trúc cơ cảnh tứ mục tộc cường giả, liền một tả một hữu, đánh về phía vương Luffy cùng đế Yoro, ta bên trái, ngươi bên phải, tốt, vương Luffy cùng đế Yoro lẫn nhau đơn giản sau khi trao đổi, liền đồng loạt ra tay, bác môn độn giáp, 12 cửa đều mở. Vương Luffy gầm nhẹ một tiếng, khí tức trực tiếp bạo tăng, song trọng bu sô súc. Tiếp lấy. Thì là một đen một vàng, lưỡng chủng bu sô xúc nhất tề bạo phát, hắc sắc không cần phải nói, kim sắc, thì là kim linh thể tiểu thành sau lực lượng biến thành, bên kia đế Yoro thì là lấy ra ba cây trảm phách đao, cúng lên hắc sắc bu sô xúc, đao ý, vạn vật hô hấp. Lập tức đế Yoro trực tiếp phát động đao ý, oanh, phốc, hai cái tứ mục tộc trúc cơ cảnh cường giả. Một cái dường như như đạn pháo bị đánh bay trở về. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, một cái khác thì là bị trực tiếp chặn ngang trảm sát. Mu gia không nói được một lời, đã chết hai người bộ hạ, liền chân mày cũng không mang nhíu một cái, thả ta tiểu đồng bọn. Nếu không, ta liền đánh bay các ngươi mọi người. Vương Luffy khí phách mở miệng, cản đường, lão tự giống nhau trảm sát. Để Zoro cũng là dơ lên hắc sắc trảm phách đao. Ghê tẩm nhân tộc con kiến hôi, hành, tìm chết gia hỏa, mu gia đại nhân, để cho chúng ta xuất thủ, giết bọn họ hai cái, không ít tứ một tộc chiến sĩ giận dữ, dồn dập thỉnh cầu xuất chiến, không phải. Ta tự mình xuất thủ. Tộc trưởng đại nhân có lệnh, phải bắt sống. Mu Gia nhàn nhạt mở miệng, liền chậm dằn giật đi ra, đối phó các ngươi, ta chỉ cần ra ba phần lực liền có thể. Cho các ngươi một cái cơ hội, sử xuất toàn lực a, Mu Gia nhàn nhạt mở miệng, kiêu ngạo vừa so sánh với ta tới trước để yoro không nói hai lời thi triển đao ý vạn vật hô hấp một đao chém tới đao ý tiểu thành ha ha, quá yếu mu gia chẳng đáng mở miệng những lời này trực tiếp chọc giận để yoro để yoro vì vậy lại thêm ba phần lực toàn lực chém tới răng rắc nhưng mà mu gia lại tay không trực tiếp đánh nát để yoro trảm phách đao để Zoro sợ ngay người còn chưa kịp phản ứng rầm 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 Muja nhanh như tia chớp xuất thủ, trực tiếp đánh nát để Yoro thân bên trên sở hữu nơi khớp xương đầu khớp xương phốc hắc. Để Yoro mới phun một ngụm máu tươi, còn chưa rơi xuống đất, đã bị Muja giơ tay lên ném ra năm cái hắc sắt gai nhọn. Đánh xuyên kinh mạch huyệt đạo, nhất thời, để Yoro trên người trút cơ cảnh khí tức, trực tiếp tiêu thất, tu vi tại chỗ bị giam cầm, bắt xuống một người. Muja nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía vương Luffy, ghê tởm. Vương Luffy sợ ngay người, để Zoro dĩ nhiên vừa đối mặt đã bị co rồi hả, vậy hãy để cho người biết một chút về, chân chính ghê hai. Vương Luffy gầm nhẹ một tiếng. Lập tức bác môn động giáp lần thứ hai bạo phát, lái đến cực hạn thập tam môn, cơ hồ là đồng thời, nhiên huyết thuật. Vương Luffy lại thi triển nhiên huyết thuật, cả người tinh huyết bắt đầu thiêu đốt, đang đối với tự thân tạo thành cự đại tổn thương đồng thời, cũng khép lại cực kỳ lực lượng cường đại, vương lưu phi khí tức, hầu như đến gần vô hạn trúc cơ cảnh đỉnh phong. Mu gia không nói được một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn, cạo. Vương lưu phi tăng tốc độ, liên tục thi triển bốn lần cạo, tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp vọt tới mu gia trước mặt, sau đó một quyền mà ra, đánh phía mu gia mặt môn, nhưng ngay lúc này, mu gia giơ tay lên, bàn tay bắt lại vương Luffy khuôn mặt, hung hăng ấn ngã xuống trên mặt đất, oanh. Tiếng nổ thật to cùng tiếng vỡ vụn vang lên. Vương Luffy cả người cơ hồ bị ấn xuống đất. Trên mặt đất thì nước toát ra dài hơn 10 thước lớn đại liệt vết, chỉ một cú đánh, vương Luffy đã bị đánh tan hoàn toàn, ngất đi, nhân tộc, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi là thiên tài. Mu gia lạnh lùng mở miệng, lập tức giơ tay lên đánh liền ra khỏi năm cái hát sắc gai nhọn, phong ấn vương Luffy Tu Vi, đem cái này hai cái nhân tộc. Cũng treo lên. Chết cái kia, thi thể cầm đi uy tọa kỵ. Mu gia lạnh lùng mở miệng, không chút nào thương hại, kèm theo một hồi lây động tiếng, trong quảng trường giang, ba cái lồng sắt xuất hiện, trong lồng tre, ba cái thân ảnh hôn mê bất tỉnh nằm bên trong, bị tỏa liên tầng tầng bao lấy, tu vi cũng bị cầm cố, không hề đào sinh khả năng, thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được đến thấy như vậy một màn, không ít bách tộc người đều là nhìn không được nghị luận, sách sách sách, cái này ba cái nhân tộc, một cái cùng ngu ngốc giống nhau, cư nhiên ngụy trang thành diệt tuyệt 200 năm một nhân tộc. Mặt khác hai cái càng ngu xuẩn, dĩ nhiên chính mình tiễn bên trên cửa muốn chết, đúng vậy a, à, ta nghe nói nhân tộc tàn bạo vô đạo, lại âm hiểm xảo trá, kết quả. Cũng bất quá như vậy thôi, đúng vậy, ta cảm thấy hẳn là lập tức xử tử cái này ba cái ghê tởm nhân tộc cũng không biết mu gia đại nhân vì sao không phải giết bọn họ bách tộc người đứng ở sân rộng bên cạnh vừa nhìn ba cái lồng sắt một bên nghị luận âm ĩ qua tắc, ba cái kia đáng chết nhân tộc cư nhiên bị bắt đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia vị đại lão có thể giảng giải cho ta một cái bỗng nhiên một thanh âm vang lên vài cái đang ở vây xem bách tộc người vừa quay đầu cũng là sững sờ trước mắt rõ ràng là một cái gần 2 mét cao cự đại nắm, người nắm. Mấy cái này bách tộc người dụi dụi con mắt, người nắm có lớn như vậy, tại hạ, cự nắm nhân bộ tộc tộc trưởng, nắm nắm mì. Gặp qua các vị đại lão. Chương 222, tại hạ cự nắm nhân bộ tộc tộc trưởng, nắm nắm mì, tăng thêm. Bách tộc người quay đầu nhìn lại, ba cái ước chừng cao 2 mét cự đại người nắm, đang xếp thành một hàng, tại hạ nắm nắm mì, vị này chính là ta cự nắm tộc đại trưởng lão nắm nắm nông, vị này thì là ta cự nắm nhân phó tộc trưởng nắm nắm huyển. Nắm nắm mì thuận miệng giới thiệu một chút bên người hai cái cự nắm nhân. Cự nắm nhân, nắm nắm mì, ta liền nghe nói có nắm hương người, làm nắm người, chăm nắm người gì gì đó, dĩ nhiên, còn có cự nắm nhân, bách tộc người đều có điểm mộng bức, bách tộc chi địa, số người nhiều nhất là cái gì tộc, không cần hỏi, nhất định là rau dương người, cùng hoa quả người, quan một cái người nắm bộ tộc, thì có mười mấy chi nhánh bộ tộc. Cái gì nắm hương người, làm nắm người, chăm nắm người chi, loại, còn có cải trắng người, cà chu người, dư chục người chờ, các loại, bách tộc chi địa đi qua lịch sử bên trên, đã từng có cực kỳ cường đại chủng tộc, đáng tiếc những thứ này chủng tộc, cuối cùng lại từng bước từng bước diệt tuyệt, vì sao? Bởi vì tài nguyên tu luyện quá ít, những thứ này huyết mạch cường đại chủng tộc, căn bản phát dục không đứng dậy, sinh sôi nảy nở năng lực lại yếu, dĩ nhiên là chậm rãi bị loại bỏ. Hiện tại bốn đại tộc một trong huyết lan tộc, năm đó vạn tộc vẫn còn ở thời điểm, cái kia đều là tôn tử cấp bậc, thuần túy cho trong vạn tộc đại tộc làm con cờ thí dùng, nhưng là vật đổi sao dời, những đại tộc đó, hủy diệt. Huyết lan tộc lại dựa vào cường đại sinh sôi nảy nở năng lực trở thành bốn đại tộc đứng đầu. Mà rau dư nhân cùng hoa quả bởi vì sao số người nhiều nhất, tuy là hai tộc thiên phú và huyết mạch là nhất mảnh vụn, nhưng là sinh sôi nảy nở năng lực quá cường đại, hơn nữa cố định có thể hấp thổ, ăn ship có thể tu luyện. Nhân số không giảm mà lại tăng, là bách tộc bên trong hiếm thấy nhân khẩu không ngừng tăng trưởng chủng tộc, chỉ bất quá, yếu kê chính là yếu kê. Rau dư nhân cùng hoa quả người, là bách tộc chi địa bên trong cấp thấp nhất chủng tộc, cơ bản bên trên đều là bị nô dịch, đại bộ phận đều là phụ trách làm ruộng, vận chuyển, quét tước về đúc xê các loại, chờ, bẩn nhất mệt nhất sống, bởi vì gần trăm năm nay, rau dư nhân cùng hoa quả người bên trong, tuy là linh mạch cảnh bó lớn, nhưng là từ đầu đến cuối không có đi ra một vị trúc cơ cảnh tồn tại. Chiếm giữ bách tộc tổng nhân khẩu vượt lên trước một phần ba rau dư nhân cùng hoa quả người hai đại tộc, lại ngay cả một cái trúc cơ cảnh tồn tại cũng không có, cho nên hai đại tộc cũng trở thành bách tộc chi địa còn lại các tộc miệt thì tồn tại, ha hả, <laughs> ngươi hỏi chúng ta đã nói vài cái bách tộc người chẳng đáng cho tới nay đối với rau dương người miệt thị để cho bọn họ cực kỳ coi thường trước mắt nắm nắm mì đồng bào ta ta thấy được quá trình bất quá lúc này một cái chỉ có cao một thước gầy yếu vô cùng nắm hương người lên tiếng di huynh đệ nhanh nói cho ta biết phát sinh cái gì cự nắm nhân nắm nắm mì cũng không lưu ý bách tộc người miệt thị quay đầu hỏi nắm hương người vì vậy tuần tự đem chuyện đã xảy ra nói ra nắm nắm mì đại ca ngươi ngươi làm sao lớn lên như thế khỏe mạnh à nắm hương người ước ao nhìn nắm nắm mì đại gia dạng là người nắm bộ tộc đã biết sao gầy yếu nhỏ yếu trước mắt nắm nắm mì lại thoạt nhìn cường đại như vậy nắm hương huynh không muốn nổi giận ngươi muốn tự tin sớm muộn có một ngày ngươi cũng biết giống như ta cường đại nắm nắm mì vương tay, phách nắm hương người bả vai, lớn tiếng cổ vũ đứng lên, ha hả, nắm hương người có thể cường đại. Một đám kẻ ngu si, rau dương người chính là rau dương người, yếu kê chính là yếu kê, rau dương người có thể mạnh mẽ. Lão tử đầu vặn xuống tới làm cầu để đá, còn lại bách tộc người khinh thường trào phúng đứng lên, trong mắt nồng đậm khinh bỉ, ly khai đoàn người, ba cái cự nắm nhân tìm một cái an toàn nơi hẻo lánh, thảo, mì ca, làm sao bây giờ? Luffy ca bọn họ bị bắt. đúng vậy a, à, chúng ta, chúng ta muốn cứu bọn hắn sao? nắm nắm mì bên người hai cái cự nắm nhân lên tiếng ba người chính là lợi dụng chết đi người nắm thi thể mượn hư huyễn kỹ thuật chắp vá ra ngụy trang tới chỗ này mì thịt bò ba người mượn tàn thư các mới ra công pháp vô tướng ẩn tu thuật ba người đem tu vi khí tức che lấp vì linh mạch cảnh cũng không có người đã nhận ra cứu cái kê nhi. Luffy ca mạnh như vậy, chạy đi cứu người, còn chưa phải là khiến người ta trực tiếp thả lật, chúng ta làm sao cứu? Đi tới bạch cấp sao? Mì thịt bò trợn mắt một cái, cái này phiền toái a. À, Luffy ca bọn họ nếu là bị giết kỳ thực còn tốt, trực tiếp là có thể sống lại. Nhưng là bây giờ bị bắt sống, tu vi cũng bị cầm cố, tự sát đều tự sát không được, trực tiếp liền kẹt chết tại cái kia không thể động đậy. Hư Huyễn mở miệng vẻ mặt lo lắng, một chiêu này quá độc ác, nhất định chính là thiên khắc người chơi, người chơi có thể sống lại làm sao vậy? Bắt lại ngươi, cầm cố tu vi cùng hành động, sẽ không giết ngươi, ngươi có thể làm sao, đăng xuất đều vô dụng. Đăng nhập vẫn bị cấm ở cái kia không thể động đậy. Không nên hốt hoảng. Mì thịt bò vung tay lên, vẻ mặt bình tĩnh, không hổ là mì ca. Hư huyễn cùng nông trường chủ đều là gật đầu, cảm giác thời khắc mấu chốt, vẫn là mì ca theo sách, hiện tại chúng ta việc cấp bách, là tìm đến minh ca, chỉ cần minh ca xuất thủ, những bách tộc đó tất cả đều là cặn bã. Mì thịt bò tự tin nói rằng, có đạo lý A. Hư huyễn cùng nông trường chủ đều là gật đầu. Thiên dịp thành đệ 400 giới xe bay đại tái, báo danh bắt đầu rồi. Đêm nay hết hạn. Nhưng vào lúc này, vài cái rau dương người, cầm loa lớn, lôi kéo một cái xe đẩy nhỏ du tẩu ở trên đường phố lớn tiếng la lên đến hoa tươi xe bay đại tái đây là cái gì mì thịt bò hiếu kỳ lập tức bỏ chạy đi qua hỏi một cái một cái kéo xe rau dương người thấy là đồng bào cái này rau dương người rất thân thiết giảng giải một cái xe bay đại tái là thiên diệp thành một cái truyền thống hạng mục ai cũng có thể tham gia chế tác một cái tự chế thiết bị chuyên chở là được rồi nội dung tranh tài chính là lái xe thiết bị chuyên chở đi qua chỉ định đường đua cái thứ nhất đến điểm cuối giả coi như thắng lợi cái này cải trắng người cực kỳ cặn kẻ giảng giải một cái ngao nguyên lai like là như vậy mì thịt bò gật đầu mì ca những thứ này dị tộc còn rất biết chơi đúng vậy a à, lại còn làm xe bay đại tái hư huyễn cùng nông trường chủ đi qua ngữ âm lấy chỉ có ba người mới có thể nghe được phương thức trao đổi một cái đều là có chút kinh ngạc cái này xe bay đại tái có lai lịch gì sao mì thịt bò hỏi ngao cái này lai lịch liền sớm có người nói là cực kỳ lâu đời thời điểm bách tộc tổ tiên vì cổ vũ hậu thế nỗ lực sáng tạo hoàn toàn mới khí cụ đồng thời cũng là vì hòa hoãn bách tộc trong lúc đó mâu thuẫn mới chỉ có cử hành đại tái một trong Nguyên bản như vậy đại tái có rất nhiều, còn có săn bắn đại tái, tìm vật đại tái các loại, chờ, đáng tiếc, bốn đại tộc lũng đoạn bá quyền phía sau, hủy bỏ hầu như tất cả đại tái. Duy chỉ có cái này xe bay đại tái miễn cưỡng giữ lại, đáng tiếc, 400 năm qua. Chúng ta rau Dương người không có một lần từng thu được quán quân. Ai, e rằng chúng ta rau Dương người trời sinh chính là người yếu a. À cái này cải trắng người nói xong lời cuối cùng có chút ủ rũ mì ca chúng ta hay là trước đi làm chính sự a à, đúng vậy a à, tìm được trước minh ca hư huyễn cùng nông trường chủ đều là nhắc nhở đó là tự nhiên thân là đệ tử chúng ta tự nhiên trước phải tìm được minh ca ưu tiên cam đoan minh ca an toàn ta nhưng là vẫn luôn cực kỳ ngưỡng mộ cùng tôn kính minh ca đi xuất phát đi tìm minh ca mì thịt bò vung tay lên liền xoay người đi nhanh ly khai ngao được rồi nghe nói lần này quán quân thưởng cho nhưng là chúng ta thiên diệp thành ba đại mỹ nữ làm bạn một muộn đâu muốn làm cái gì đều được cái loại này cải trắng người nhớ ra cái gì đó thuận miệng nói rằng sau một khắc mì thịt bò một cái trượt giật lùi vũ trụ bước thông thạo rút lui trở về cải trắng mặt người trước ta cự nắm nhân tộc trưởng nắm nắm mì ngày hôm nay sẽ vì rau dương người chính danh cần muốn lấy được hạng nhất, dương ta trao dương người uy danh. Mì thịt bò vẽ mặt chính nghĩa màu sắc. Lớn tiếng hô, hư huyễn, nông trường chủ. Chương 223, cái này bạo viêm thư hỏa long có độc, tăng thêm, lúc này, bách tộc chi địa nơi nào đó, quanh. Một đạo thanh sắc lưu quan cấp tốc mà qua, tùm. Đó là cái gì, tốc độ thật nhanh à, đúng vậy à, không ít bách tộc người ngẩng đầu, liền thấy cái kia gạo thét mà qua thanh quan, nhưng lập tức. Bách tộc người liền nghe được cực kỳ kinh khủng tiếng gào thét. Người trốn không thoát đâu, nhân tộc con kiến hôi. Nhất tôn triển khai hai cánh, ước chừng mười ngàn thước khoảng cách thân ảnh khổng lồ gạo thét tới, nhấc lên cơn lốc ầm ầm tới, dường như nổi gió lên bạo, đem trên mặt đất vô số bách tộc người thổi bay vài trăm thước, không ít bách tộc người từng cái đều là té trọng thương thổ huyết, lập tức cái kia mười ngàn thước khoảng cách đỏ thẩm quái vật lớn liền gào thét mà qua đuổi theo cái kia thanh sắc lưu quang đã đi xa phát chuyện gì xảy ra bách tộc người đều bị dọa sợ thật lâu cũng không dám nhúc nhích thảo cái này bạo viêm lục lục thất thư hỏa long có độc a à. hạ nhất minh quay đầu cái kia một đầu bạo viêm thư hỏa long lại còn đang đuổi chính mình ước chừng đuổi cả đêm nếu không phải là cái này bạo viêm thư hỏa long bản thân liền bị thương không nhẹ. Khi thì còn có thể ho ra máu giảm tốc độ, sợ rằng chính mình sớm đã bị đuổi kịp, long viêm đạn. Bạo viêm thư hỏa long khoảng cách mới gần hơn, trực tiếp há mồm phun ra một đạo long viêm đạn, mình kiếm quyết đệ nhị thức, trục phong. Hạ nhất minh thành thạo xuất thủ, một kiếm chém ra, oanh. Long viêm gãy tại không trung, cùng hạ nhất minh một kiếm này chi lực giao phong cùng một chỗ. Nhất tề vỡ vụn, hô. Hạ nhất minh lúc này khí tức suy yếu, bởi vì đây đã là chính mình không biết lần thứ mấy trăm xuất kiếm, bình thường luôn hại cảnh tu sĩ, dù cho cổng một cái đang dược bao, lúc này đã sớm hao hết tất cả lực lượng, hạ nhất minh có thể chống đỡ đến bây giờ. Thuần túy là dựa vào gấp 12 lần với cùng giai tu sĩ thâm hậu tu vi, cộng thêm ngụy thần thông sinh mệnh không thôi tự động khôi phục nhưng tiếp tục như thế, một ngày chính mình lực lượng hao hết, nhất định phải chết. Từng. Đó là. Bỗng nhiên, hạ nhất minh hai mắt sáng lên, thấy được một tòa đại thành thị. Vì vậy hạ nhất minh không nói hai lời, vọt thẳng lấy tòa thành lớn kia vọt tới. Tòa thành lớn này bên trên không, treo một cái ngũ sắc cờ xí, rõ ràng là bách tộc chi địa một trong, nguyên tố tộc chủ thành, ngũ nguyên thành, thành chủ đại nhân, không xong thiên đang đại yêu bạo viêm thư hỏa long tới rồi trong thành chủ phủ có thị vệ lo lắng nhảy vào thành chủ phủ vội vàng báo cáo cái gì đầu kia mẫu long làm sao chạy tới đây ngũ nguyên thành thành chủ nguyên kính là một vị luân hải cảnh đỉnh phong nguyên tố tộc cường giả lúc này gương mặt hoảng loạn lớn như vậy một đầu bạo viêm thư hỏa long ở bách tộc chi địa tướng ngược vài ngày hầu tử đều biết chuyện này đối mặt thiên đang đại yêu bách tộc chi địa các cường giả còn đang nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào, kết quả ai có thể biết. Ngày hôm qua đêm đến bắt đầu, đầu này thiên đang đại yêu cư nhiên bắt đầu truy một cái nhân tộc tu sĩ, trực tiếp liền đuổi một đêm, biết chỉ là nguyên kính căn bản không ngờ tới. Tên khốn kia nhân tộc tu sĩ, cư nhiên đem thiên đang đại yêu dẫn tới chính mình thành thị tới. Vẫn là long tộc thiên đang đại yêu, thực lực kia cường đại bao nhiêu, nguyên kính vẫn biết dù sao bốn đại tộc đã từng cũng phái người đi qua hướng đông bắc thập vạn đại sơn nỗ lực tại nơi này tìm kiếm cơ duyên kết quả tao ngộ thú triều tập kích tổn thất nặng nề không ít bốn đại tộc cường giả mới thâm nhập thập vạn đại sơn liền bị luân hải đại yêu cùng thiên đang đại yêu tập kích tử thương thảm trọng vì vậy bốn đại tộc không nói hai lời trực tiếp buông tha khai hoang thập vạn đại sơn kế hoạch hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân bốn đại tộc cường giả hơn phân nửa cũng không ở bách tộc chi địa lấy cái gì đi ngăn cản đầu này thiên đan đại yêu chờ một chút nguyên kính bỗng nhiên biến sắc căn cứ tình báo đầu này thiên đan đại yêu bạo viêm thư hỏa long dường như bị thương không nhẹ chắc là cùng còn lại thiên đan đại yêu đại chiến một hồi dù sao khổng lồ như vậy trên thân thể khắp nơi đều là vết thương thật lớn căn bản là không có cách làm bộ bị truy cái kia nhân tộc tu sĩ mới chỉ có luân hải cảnh sơ kỳ tu vi đều có thể kiên trì một đêm, e rằng nói rõ đầu này thiên đang đại yêu bạo viêm thư hỏa long, đèn đã cạn dầu, điều này cũng có thể là một cái đại cơ duyên a. À. Nguyên Kính bỗng nhiên kích động, đầy trạng thái thiên đang đại yêu bạo viêm thư hỏa long nếu như dết tới, Nguyên Kính không nói hai lời, trực tiếp bỏ thành chạy trốn, đánh kê nhi, nhưng là nếu như một đầu liền luân hải cảnh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ tốn một đêm thời gian đều không bắt, thương thế rất nặng, còn dầu hết đèn tắt thiên đang đại yêu, vậy thì không phải là cường địch, mà là đưa tới cửa cơ duyên A, phân phó sở hữu ngũ nguyên thành cường giả, hợp thành chiến trận, chuẩn bị nghênh chiến. Nguyên kính cười ha ha một tiếng, trực tiếp hạ lệnh ta. Thành chủ, cái kia, đây chính là thiên đang đại yêu A, không ít thủ hạ đều ngu. Vội cái gì? liền một cái luân hải cảnh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ đều bắt không được, đầu kia thiên đan đại yêu phỏng chừng thực lực rơi xuống liền một phần mười cũng chưa tới, thân chịu trọng thương, còn giàu hết đèn tắt. Đây chính là tốt cơ hội, bắt đầu này thiên đan đại yêu, hấp thu máu tươi của nó, lột lấy lông lân, lông cốt. Ha ha ha, chúng ta nguyên tố tộc lớn mạnh. Trở thành bốn tộc tối cường đang ở ngày mai. Nguyên kính càng nói, càng là kích động, người thủ hạ vừa nghe, dường như, có đạo lý A, à, ngẫm lại xem, liền luân hải cảnh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ đều bắt không được thiên đan đại yêu, thì sợ gì, làm thì xong rồi, sau một khắc, ngũ nguyên thành mấy nghìn cường giả nhất tề bắt đầu khởi động, cấp tốc xông lên bầu trời. Hợp thành chiến trận, trên bầu trời, là hơn 300 danh trúc cơ cảnh cường giả, dẫn đội, rõ ràng là luân hải đỉnh phong nguyên kính, phía sau, thì là ngũ nguyên thành thập đại cao thủ từng cái đều là luân hải cảnh cường giả đầu tường bên trên thì là bảy tám ngàn linh mạch cảnh chiến sĩ đại bộ phận đều là nguyên tố tộc cường giả các vị cái kia nhân tộc con kiến hôi không cần phải xen vào tập hỏa xử lý trước đầu kia bạo viêm thư hỏa long cái gia hỏa này bị thương không nhẹ nói không chừng chúng ta một kích là có thể đánh chết đến lúc đó lòng huyết phân cho mọi người long lân long cốt toàn bộ đều đem thuộc về chúng ta đại nguyên tố tộc ngày mai, liền đem là chúng ta nguyên tố tộc xưng bá bách tộc chi địa lúc, nguyên kính một tiếng diễn thuyết. Giọng dạc, cực kỳ khí phách, ngao ngao ngao, thành chủ đại nhân anh minh thần vũ, nguyên tố tộc tối cường, nguyên tố tộc tối cường, nguyên tố tộc tối cường, ngủ nguyên bên trong thành, đinh tai nhức óc tiếng hoang hô vang lên, lúc này, Hạ Nhất Minh cũng đã cấp tốc tới, bọn người kia, muốn làm gì? Hạ Nhất Minh ánh mắt đông lại một cái, có chút giật mình, chuẩn bị. Công kích. Nguyên kính bất kể hạ nhất minh chết sống, khoát tay năm. Ba, nguyên tố thành sở hữu cường giả nhất tề liên thủ, liền chuẩn bị từng đạo vô cùng cường đại công kích, thảo. Hạ nhất minh lại càng hoảng sợ, vội vàng làm cho thanh vũ cử ưng lạc hướng, trực tiếp một cái cấp tốc quẹo vào, miễn cưỡng tránh được một tua này cùng đánh, thế nhưng hạ nhất minh cơ động linh hoạt. Đúng lúc lạc hướng tránh được, phía sau đuổi theo bạo viêm thư hỏa long thân hình quá mức khổng lồ, các loại, chờ, chứng kiến hạ nhất minh lạc hướng, cũng muốn theo lạc hướng thời điểm, bởi vì quán tính, trong khoảng thời gian ngắn không kịp lạc hướng, vì vậy, kèm theo tiếng oanh minh, nguyên tố thành gần 10.000 cường giả công kích, nhất tề gào thét tới, liền đánh vào bạo viêm thư hỏa long thân bên trên. Hạ nhất minh quay đầu, vẻ mặt chờ đợi, nếu như cái này bạo viêm thư hỏa long không chịu nổi treo, chính mình không phải an toàn, trong nháy mắt, bạo viêm thư hỏa long liền phát ra thống khổ tiếng rồng ngâm, bị vô số oanh kích thôn phệ, hơi lớn lão dư diêu sang mụ người khen thưởng tăng thêm. Chương 224, một ngụm sẽ không có. Tăng thêm, thành công. Ha 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 ha. Nguyên kính các loại, chờ, một đám nguyên tố tộc cường giả đều là đại hỷ, nhìn không được kích động lên tiếng, ha hả, thiên đang đại yêu. Không gì hơn cái này, không sai, chính là thiên đan đại yêu, cũng dám lạc đàn đi tới chúng ta bách tộc chi địa, thực sự là muốn chết, có cái này bạo viêm thư hỏa long tinh huyết. Chúng ta nguyên tố tộc, tất nhiên có thể thực lực đại tăng, nguyên tố tộc một đám cường giả, đều là nhìn không được hưng phấn nghị luận, thậm chí bắt đầu tâm tình nổi lên tương lai, ai u, không sai nhau. Hạ Nhất Minh cũng là thở dài một cái, những thứ này nguyên tố tộc thoạt nhìn quả nhiên lợi hại nói không chừng thực sự có thể đáng chết con kiến hôi nhưng mà theo một tiếng tiếng rồng ngâm bạo viêm thư hỏa long vỗ hai cánh đầy trời công kích tạo thành bụi mù cùng lực lượng đều tiêu tán bạo viêm thư hỏa long cái kia trên cơ bản cùng phía trước không có khác biệt thân thể đột nhiên hiện lên bạo viêm thư hỏa long xác thực rất đau thử hỏi một đám tiện búp bê đột nhiên trên người mình nhiều trên vết thương gắn thật nhiều muối liền hỏi có đau hay không nhưng muối vải nhiều hơn nữa, có thể tạo thành thương tổn sao, toàn bộ đi tìm chết. Bạo viêm thư hỏa long há mồm, trực tiếp chính là một lớp già thiên tế nhật cấp khác thổ tức, oanh. Cái kia đủ để bao trùm toàn bộ ngũ nguyên thành long chi thổ tức chớp mắt đã tới. Nguyên tố tộc sở hữu cường giả toàn bộ choáng ván, nhanh, liên thủ chống đỡ. Nguyên kính ra lệnh một tiếng. Sở hữu nguyên tố tộc cường giả vội vàng đồng loạt ra tay, vận chuyển tất cả lực lượng, hóa thành bức tường ngăn cản nỗ lực ngăn cản, nguyên kính chính mình, thì là một cái xoay người liền điên cùng bỏ chạy, nhưng mà, Long 18 hơi thở phạm vi chẳng những cự đại vô biên, còn nhanh kinh người, xì si, si, si. Gần 10.000 nguyên tố tộc cường giả liên thủ thi triển bức tường ngăn cản. Bùm một tiếng sẽ không có, lập tức vô số nguyên tố tộc cường giả đã bị Long chi thổ tức bao phủ, nguyên kính mới đi ra ngoài trăm mét, vừa quay đầu, liền thấy long tức đã đến trước mặt, nguyên kính cuối cùng ý tưởng chỉ có một, vì sao, cái kia chính là nhân tộc luân hải cảnh sơ kỳ tu sĩ, có thể ở bạo viêm thư hỏa long dưới sự đuổi giết, kiên quyết ước chừng cả đêm thời gian. Vì sao, chính mình liên hợp toàn bộ ngũ nguyên thành sở hữu nguyên tố tộc cường giả, liền đạp mã một cái hô hấp đều không chịu nổi, cái này đạp mã chính là vì sao, oanh. Long tức qua, cả tòa ngũ nguyên thành hết thảy đều hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả vừa dày vừa nặng đá lớn tường đều bị thiêu thành tro tàn ttt hạ nhất minh hít vào một hơi thảo cái này bạo viêm thư hỏa long cũng quá đạp mã mạnh một vị luân hải đỉnh phong mười vị luân hải cảnh ba trăm trúc cơ cảnh bảy tám ngàn linh mạch cảnh nguyên tố tộc chiến sĩ liên thủ kết quả một ngụm sẽ không có một ngụm sẽ không có một ngụm hạ nhất minh lúc này mới chỉ có thật sâu cảm thấy minh kiếm quyết cường đại một chiêu kia trục phong, dĩ nhiên có thể đem long viêm chém ra. Sáng tạo minh kiếm quyết tiền bối, tuyệt đối không phải một dạng thiên đan, còn như hiện tại, nhân tộc. Bảo viêm thư hỏa long tàn sát một thành, long nhãn nhất chuyển, liền lần nữa lại khóa được hạ nhất minh, bệnh tâm thần A. Hạ nhất minh không nói hai lời, xoay người chạy, một người một trồng, lần thứ hai bắt đầu truy đuổi đứng lên, lúc này, thiên diệp thành sân rộng. Buông có loại buông, cùng ta công bằng đánh vài cái tứ mục tộc chiến sĩ chuyển bên trên tới ba cái túi trữ vật. Tính toán uông rõ ràng là vương Luffy, để Yoro còn có người khiêm tốn cùng đã ở ra trắm tảng mát A. Senbo qua bốn người, ha hả, các ngươi không nói ra các ngươi lai lịch thì như thế nào? Trăm năm trúc cơ, các ngươi bên trong túi trữ vật, liền cất giấu các ngươi sở hữu bí mật, ta mu già chỉ cần sợi tơ nhện. Giấu chân ngựa, có thể phân tích ra toàn bộ. Muja nhàn nhạt mở miệng, đưa tay, liền đem vương luffy túi trữ vật hút tới trong tay. À, đó là của ta túi trữ vật. Vương luffy khí không được, liều mạng giải dụa, đáng tiếc vẫn là vô dụng. Ha 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 ha. Gia cười lên ha hả, vẻ mặt trưởng khống toàn bộ, lập tức tâm niệm vừa động, liền đem bên trong túi trữ vật tất cả mọi thứ đổ ra. Hoa lạp lạp, rất nhanh một đống lớn đồ đặt rớt xuống đất, mũ rơm, một cái lại một cái mũ rơm, ngoại trừ mũ rơm, vẫn là mũ rơm, ước chừng hơn 100 cái, hơn nữa toàn bộ đều là mù kê nhi biên mũ rơm, đừng nói là trân quý linh khí, tay nghề nát vụn muốn chết, hầu tử đều xem không bên trên. Mu gia sợ ngay người, mu gia tâm niệm vừa động, linh thức đảo qua bên trong túi trữ vật bộ phận. Không có, lại không có bất kỳ vật gì, về đúc tê ép. Mù lúc này có điểm mộng, một dạng nhân tộc trăm năm trúc cơ, tốt, coi như vương Luffy là cái thế thiên tài, mười năm trúc cơ, thân là một vị trúc cơ cảnh cường giả, công pháp, đang dược, linh khí gì gì đó đó là chuẩn bị, thứ nhì, linh thạch, hoặc là một ít linh tài cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa nếu là tới bách tộc chi địa nhân loại gian tế. Bên trong túi trữ vật có một ít mật quyển, tình báo, hoặc là bản đồ gì gì đó mới là bình thường, vì sao, đạp mã tất cả đều là mũ rơm, đây chẳng lẽ là cái giả trúc cơ, ta không tin. Mu gia thuận tay đem túi trữ vật ném một cái, lại đem bắt đầu để vô rô túi trữ vật, rung lên, hoa lạp lạp, rời ra tới hơn một trăm thanh trảm phách đao, có màu đen, có lam sắc, còn có màu hồng. Một cái hạ phẩm linh khí cũng không có, Mu gia sợ ngay người, nhìn thoáng qua để vô rô, một cái trúc cơ cảnh cường giả, một cái trưởng khống đau ý tiểu thành thiên tài, ngươi đạp mã liền một cái hạ phẩm linh khí cũng không có, cầm như thế một đống đồng nát liền dám vọt tới thiên diệp thành sân rộng cứu người, mu gia không phục, thuận tay lại cầm lên hai cái túi trữ vật trung lên. Một hồi thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, bên trái là bốn thước, 8 m 12 m 16 m 20 m 24 m 28 m 32 m dài 36 mét chín chui giống nhau tạo hình cự đại cốt đao. Mu gia nhìn thoáng qua người khiêm tốn, cái gia hỏa này bị bắt thời điểm, khi một bả 40M đại cốt đao tại cái kia thanh tú, bị một quyền của mình liền đao dẫn người đánh cái nát như. Kém chút đánh chết, không nghĩ tới, hàng này trong túi đựng đồ, còn lắp ráp bất đồng kích thước cốt đao, thế nhưng không có một là linh khí, tất cả đều là phàm khí, ngươi một cái trúc cơ cảnh cường giả, mang nhiều như vậy rác rưởi đại đao làm gì, bệnh tâm thần sao, mu xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía bên phải, quay về roi, toàn bộ tờ mờ giờ là boomerang, ước chừng hơn 200. Khủ Khụ khụ Mu gia cảm giác trong cổ họng có một ngụm lão huyết, còn kém một tí tẹo như thế, liền muốn phun ra đến, cái này bốn cái bê, thật là nhân tộc gian tế, nhân tộc trúc cơ cảnh hiện tại đều là nhược trí sao, mu lúc này có điểm hoài nghi mục sinh. Bên trong túi trữ vật không có đan dược, không có công pháp, không có linh khí, cái này bốn cái bê ở đâu ra dũng khí tới bách tộc chi địa làm gian tế. Nghĩ đến bốn người phía trước, hai cái giả mạo một nhân tộc, hai cái sát nhập sân rộng cứu người ngu xuẩn hành vi, thoạt nhìn thật đúng là nhược trí, thế nhưng nhược trí là tu luyện thế nào đến trút cơ cảnh, còn là nói, nhân tộc 423 tu sĩ đã cường đại đến liền nhược trí đều có thể trút cơ sao, trước không phải muốn giết bọn hắn, cái này ba cái nhân tộc tu sĩ có gì đó quái lạ. Mu Gia lạnh lùng phân phó đến. Lập tức liền quyết định báo lên sếp, Mu Gia có một loại cảm giác, cái này nhìn như nhược trí bốn cái nhân tộc, phía sau, sợ rằng ẩn giấu cùng với chính mình không cách nào nhìn thấu cự đại nguy cơ, nhất là bây giờ, bách tộc đang tiến hành hạng nhất tuyệt mật kế hoạch, liên quan đến bách tộc tương lai vạn năm vận mệnh, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nhân tộc gián điệp. Tuyệt đối không chỉ bốn người bọn họ. Truyền lệnh sở hữu địa phương, nghiêm tra nhân tộc giang tế. Mu gia lần thứ hai hạ lệnh là Tứ mục tộc chiến sĩ dồn dập gật đầu, ha hả, ta tứ mục tộc, liếc mắt khám phá vạn pháp. Chính là nhân tộc giang tế, các ngươi coi như tránh sâu hơn, giấu ở không ai thấy địa phương, cũng tất nhiên sẽ bị tìm ra. Mu gia khóe miệng một phát. Tràn đầy tự tin, cơ hồ là đồng thời, chúc mừng ngươi, nắm nắm mì, báo danh thành công đây là xe bay đại tái tiêu phối trận bàn rót vào lực lượng liền có thể coi như xe bay động lực nguyên bất quá xe bay thân xe được chính các ngươi cải tạo thiên diệp thành một cái trong đại sảnh vài cái bách tộc người mặc dù có chút miệt thị nhưng vẫn là dựa theo quy định đem một cái trận bàn đưa cho trước mắt ba cái cự nắm nhân hoàn thành báo danh ha 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 chờ xem lúc này đây xe bay đại tái quán quân tất nhiên là ta mì thịt bò cười ha ha một tiếng, thu hồi trận bàn, liền chuẩn bị ly khai, nhưng ngay lúc này, phụng mu gia đại nhân chi mệnh, nghiêm tra nhân tộc giang tế. Mười mấy tướng mục tộc chiến sĩ bước vào đại sảnh, mệnh khiến cho mọi người một chữ sắp xếp bắt. Bắt đầu kiểm tra thân phận, thảo, mì ca, làm sao bây giờ? Hư huyễn có điểm hoảng loạn, hoảng sợ cái rắm, chúng ta ngụy trang, thiên y vô phùng mì thịt bò không chút nào không mang theo hốt khoảng, Lúc này, một cái tứ mục tộc chiến sĩ liếc mắt nhìn về phía mì thịt bò, nhất thời phát hiện kỳ quặc. Chương 225, cái này ba cái cự nắm nhân có chuyện. Tăng thêm, cái này tứ mục tộc chiến sĩ, trời sinh tư duy nhạy cảm, nhãn quan độc ác, càng có nhiều năm tuần tra kinh nghiệm, đã từng căn cứ sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, tìm phá nhiều nghi nan án kiện, lúc này, cái này tứ mục tộc chiến sĩ liếc mắt liền khóa được mì thịt bò, người nắm, có như vậy người nắm sao, đỉnh đầu một cái cự đại nắm. Dường như có điểm ủ rũ, trên thân hình dường như có mấy cái vết thương, vẫn còn có đường khâu tu bổ dấu hiệu, cái này người nắm trên mặt tùy tiện bôi một ít buồn, tự hồ đang ngụy trang giống nhau, mặt khác, cái này người nắm lại vẫn mang giày, từ đầu đến chân, cả người đều là kẻ hở, ngươi, tên gì, nắm nắm mì, chủng tộc gì, cự nắm tộc, đến từ nơi nào? Đương nhiên là Cự Nắm thôn rồi, tại sao tới Thiên Diệp thành, cái kia phải là tham gia xe bay đại tái, lấy được hạng nhất, đi bên trên nắm sinh đỉnh phong, hưởng thụ đẹp. Phi, là vì ta rau dư người chánh danh, cái này tứ mục tộc chiến sĩ hỏi thăm một phen, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, xoay chuyển ánh mắt thì nhìn hướng về phía mặt khác hai cái cự nắm nhân. Nông trường chủ có chút khẩn trương, vừa căng thẳng liền không tự chủ móc ra một đống tạng mát ra không thể miêu tả hơi thở đậu hình dáng vật, tế tế thưởng thức một phen. Cái này tứ mục tộc chiến sĩ sợ ngay người, nếu như trước mắt ba cái cự nắm nhân là nhân tộc gian tế, tại sao muốn dùng như thế rác rưởi ngụy trang, tại sao còn muốn tham gia xe bay đại tái loại này bị vạn người chú mục hoạt động. Thậm chí, còn đạp mã làm bay luyện hoàng làm đồ ăn vặt, lý trí nói cho cái này tứ mục tộc chiến sĩ trước mắt ba cái cự nắm nhân tuyệt đối không thể nào là nhân tộc gian tế. Dù sao nhân tộc gian tế nếu như ngu ngốc như vậy, nhân tộc sớm tờ mờ giờ diệt vong, nhưng là cảm giác bên trên, cái này tứ mục tộc chiến sĩ lại có một loại cảm giác, cái này ba cái cự nắm nhân có chuyện. Vì vậy cái này tứ mục tộc chiến sĩ quyết định hỏi ra một vấn đề cuối cùng, vấn đề này một ngày hỏi ra là thật trâu dương người bộ tộc, vẫn là nhân tộc ngụy trang, tuyệt đối nhất thanh nhị sở tuyệt đối không thể giấu giếm được chính mình ánh mắt à bên trên có đóng xích cái này tướng mục tộc chiến sĩ ung dung một câu nói à có xích sao ở đâu khô ước màu gì liền một ngụm ta liền ăn một miếng nông trường chủ trong nháy mắt liền cúi đầu chung quanh còn điên cuồng khắp nơi tìm kiếm thảo ngươi bình tĩnh một chút bây giờ không phải là làm cái này trường hợp hư huyễn cùng mì thịt bò đều là sợ ngay người vội vàng kéo lại nông trường chủ thảo hiện tại nhưng là nhân gia đề ra nghi vấn gian tế thời khắc mấu chốt ngươi hắn sao không nên làm máy bay được không cái này ba cái đúng là cự nắm nhân không thể nghi ngờ cho cái này là các ngươi thân phận chứng minh cái này tứ mục tộc chiến sĩ sửng sốt lập tức triệt để yên tâm rau dư nhân cùng hoa quả người có thể cố định tản ra căng tu hấp thu đại địa tinh hoa tới bổ dưỡng tự thân, không cần ăn cơm, cũng có thể ăn những sinh linh khác bay liền. Bổ dưỡng tự thân tu luyện, đây là mấy trăm mấy ngàn năm nay, in vào rau dưa cùng hoa quả người trong cơ thể huyết mạch bản năng, thậm chí nói đúng ra, rau dưa nhân cùng hoa quả người, nên tính là nửa cái thực vật, có thể hấp thu đại địa cùng bay liền trung tinh túy, cũng là cực kỳ hợp lý, vừa mới cái kia cự nắm nhân đối với bay liền khát vọng, chân thành mà không có một tia một hào giả tạo. Đây là bất luận cái gì nhân tộc gian tế đều không thể làm được, vì vậy cái này tứ mục tộc chiến sĩ liền lấy ra ba cái lệnh bài, đưa cho mì thịt bò ba người, có lệnh bài này, liền biểu thị ba người đã thông qua kiểm tra, tứ mục tộc chiến sĩ nhóm rất nhanh kiểm tra xong nơi đây, liền nhanh chóng cách bắt, bắt đầu kiểm tra địa phương khác đi, ta lâu cương nhiên thông qua. Hư Huyễn sờ soạn một cái mồ hôi, không có A. Không thấy được A, ở chỗ nào? nông trường chủ vẫn còn ở tìm bốn phía, thẳng đến phát hiện mì thịt bò cùng hư huyễn vẻ mặt khiếp sợ xem cùng với chính mình, lúc này mới ho khang vài tiếng, đến đây thì thôi, ta, ta nhưng thật ra là vì học thuật nghiên cứu mới, chỉ có, qua đây, ngao, ta nói là sự thật, ngao. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không phải là thấy bay luyện vị tốt mới, chỉ có, ăn, ngao, ngắn xấu hổ, vẫn bị hư huyễn phá vỡ. Bên trên, mì ca, chúng ta thật muốn tham gia cái này xe bay đại tái hư huyễn luôn cảm thấy có chuyện hiện tại minh ca sinh chưa biết bị bạo viêm thư hỏa long truy sát vương lưu phi ba người bị bắt sống thậm chí chết đều chết không được chẳng khác gì là bị giam cầm chúng ta ba người là hy vọng duy nhất kết quả lại chạy đi tham gia cái này xe bay đại tái hư huyễn luôn cảm giác không thích hợp có cái gì rất không đúng hư huyễn chúng ta đánh thắng được bạo viêm thư hỏa long sao đánh. Đánh không lại, chúng ta ba có thể đánh thắng sân rộng bên trên tứ mục tộc thủ vệ sao, đánh. Đánh không lại. Cái kia không thì xong rồi. Chúng ta trước dự thi, bắt xe bay quán quân, e rằng, có thể dẫn phát kỳ tích đâu. Mì thịt bò cười ngạo nghễ. Hư huyễn cùng nông trường chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng là lúc này dường như cũng không còn biện pháp khác, chỉ có thể trước đi theo, một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh, ánh bình minh đến, một ngày mới bắt đầu rồi, thiên dịp ngoài thành. Lúc này tụ tập hai ba trăm ngàn khán giả, trong đó phân nửa, đều là rau dư nhân cùng hoa quả người, làm bách tộc chi địa, cuối cùng một cái chung đều có thể tham gia đại tái, không hề nghi ngờ, hấp dẫn vô số bách tộc người đến đây tham gia cùng quan sát, ở bốn đại tộc trưởng khống bách tộc chi địa phía sau, từng cái chủng tộc trong lúc đó không thể công khai chém giết lẫn nhau cho nên xe bay đại tái, liền thành duy nhất một cái, có thể tự do phát tiết bách tộc trong lúc đó cừu hận địa phương, cho nên, cái này xe bay đại tái, còn có một cái biệt danh, tử vong xe bay, ha ha ha, lần này tử vong xe bay đại tái, tất nhiên lại là chúng ta huyết lang tộc lấy được hạng nhất, ha hả, vậy không tốt nói. E rằng, là chúng ta tứ mục tộc đâu, đều đừng cãi cọ. Tiền tam danh, tất nhiên tất cả đều là chúng ta cổ đồng tộc vật sở hữu, thi đấu hiện trường, người đông nhìn nghiệp, bốn đại tộc khán giả chiếm đoạt điều kiện tốt nhất quan sát vị trí, thứ nhì, thì là còn lại lớn lớn nhỏ nhỏ các tộc, rốt cục địa vị thấp nhất trâu dư nhân cùng hoa quả người, thì áp căn bản không hề chỗ ngồi, toàn bộ đứng ở một hướng khác. Đứng xem so tài, ai, lần này xe bay đại tái, chúng ta có cơ hội sao, nghe nói, chuối tiêu người dũng sĩ tiêu ba, dưa hấu người dũng sĩ ngốc nghếch, còn có cải trắng người dũng sĩ bạch cấp đều dũng cảm dự thi, đúng vậy a, à, bọn họ ba vị, là chúng ta hy vọng. Nếu là có thể sát nhập top 10, chúng ta rau dư nhân cùng hoa quả người, cũng có thể ứng ngực, rau dư nhân cùng hoa quả mọi người nghị luận âm ý. Ánh mắt nhìn không được, nhìn về phía tuyển thủ dự thi nhóm địa phương, lúc này, người dự thi khu tuyển thủ khu vực, ước chừng hơn 1.000 người dự thi, lái mấy trăm chiếc hình thể khác nhau chiến xa, chậm rãi lái vào sân so tài, xuất hiện trước nhất, rõ ràng là một chiếc dài 3 mét, bạch sắc sắc ngoài chiến xa, chiến xa bên trên, thì ngồi một cái cải trắng người dũng sĩ. Bạch cấp, đại gia. Lúc này đây tử vong xe bay đại tái, ta bạch cấp, nhất định sẽ bắt top 10, làm cho bách tộc tất cả mọi người biết, chúng ta rau dư nhân cùng hoa quả người, không phải dễ khi dễ chúng ta cũng có tôn nghiêm của chúng ta. Chúng ta cũng có tương lai của chúng ta. Chúng ta đang ở bạch cấp dõng dạc diễn thuyết, dẫn động vô số rau dưa cùng hoa quả người hoang hô cùng tiếng reo hò thời điểm. Ung ung. Kèm theo đáng sợ tiếng oanh minh, một chiếc ước chừng hơn 10 thước cao, một cái bánh xe thì có cao 7 mét quái vật lớn ầm ầm xuất hiện, ba kỷ, nhất thanh thúy hưởng, chiếc này cự đại chiến xa liền nghiền qua bạch cấp, liền xe mang đồ ăn cùng nhau nghiền bình thường bạch cấp đại ca a a a a cải trắng mọi người nhất tề kêu khóc lên tiếng thi đấu còn chưa bắt đầu bạch cấp đại ca liền bạch cấp a a a trời vong ta cải trắng người a ha 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 cải trắng người con kiến hôi một dạng cự đại trên chiến xa một cái cả người giống như thanh đồng một dạng thiết nhân chẳng đáng hừ lạnh lên tiếng chính là cổ đồng tộc tiểu thiên tài đồng đảm đồng đảm đừng tưởng rằng, lần tranh tài này ngươi còn có thể thắng ta. Lúc này, một chiếc là nhiều thước chiều dài, hình dọc nước tạo hình chiến xa, cũng là chậm rãi lái vào hai cái kế bên người lái, một cái chủ lái xe, chủ lái xe ngồi bên trên, một cái tứ mục tộc thanh niên ngạo nghễ mà đứng, tứ mục tộc tiểu thiên tài, mục tú, ha hả, bại tướng dưới tay, đều đủ sao. Lúc này, một chiếc khắc sắc chiến xa chậm rãi lái vào, chiến xa bên trên ba vị kế bên người lái, một vị chủ lái xe, rõ ràng là huyết lan tộc người dự thi, chủ lái xe, chính là huyết lan tộc bên trong lòng dạ độc ác thiên tài, lan diệt. Bên trên hanh. Một hồi, để ngươi biết ta lợi hại. Mục tú không phục, ha hả, lần này, ngươi không có vận tốt như vậy. Đồng đảm cũng là giận dữ, từng. Nguyên nhượng vì sao không có tới. Mục tú xoay chuyển ánh mắt không có phát hiện nguyên tố tộc nguyên nhượng, hắn tới không được, phỏng chừng, về sau cũng vĩnh viễn sẽ không tới. Lan Diệt nở nụ cười gằn, vì sao? Mục Tú Cả Kinh, nghe nói ngày hôm qua, nguyên tố tộc ngũ nguyên thành lọt vào thiên đăng đại yêu, bạo viêm thư hỏa long tập kích, ngoài trừ trước giờ chạy ra ngoài phổ thông nguyên tố tộc tộc nhân, thành chủ nguyên kính cùng chính thành lấy bên trên cường giả toàn diệt. Cả tòa thành bị long viêm thôn phệ. Đã thành phế tích. Lan Diệt nói rằng, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, thiên đang đại yêu, mạnh mẽ như vậy. Mục tú cùng đồng đảm đều là lấy làm kinh hải. Hành, tạm thời làm cho súc sinh kia kiêu ngạo lấy, nếu không là chúng ta bốn đại tộc cao đoan chiến lực chính thành cũng không ở, bách huyết môn dốc hết toàn lực chấp hành đại kế hoạch. Sẽ để cho một đầu thiên đang đại yêu lớn lối như thế sao? Lan Diệt cũng không quá chịu phục. Mục Tú cùng đồng đảm đều là có biết bốn đại tộc kế hoạch, dù sao hai người coi như là bốn trong đại tộc dòng chính đồng lứa. Coi như không địch lại, cũng không thể khiến đầu kia thiên đang đại yêu tiếp tục tàn sát bừa bãi chứ. Một phần vạn đi tới nơi này thiên diệp thành. Mục Tú cùng đồng đảm đều là có chút bận tâm, ngũ nguyên thành bị đồ thành, liền đại biểu cho thiên diệp thành đồng dạng không chịu nổi a, à, yên tâm, tọa trấn bách tộc chi địa lưu thủ các lão bất tử, đã thi triển thủ đoạn. Đem cái kia nhân tộc tu sĩ cùng thiên đan đại yêu, dẫn đi đại năng cổ mộ, có thể nói, chúng ta bốn đại tộc lưu thủ bách tộc chi địa hơn 90% cao đoan chiến lực, đều tập trung tới, đến lúc đó, chỉ cần đem đầu kia thiên đan đại yêu dẫn vào nơi đó, ha hả, thiên đan đại yêu. Cũng phải chết. Sao tốt, Lan Diệt cười hắc hắc, âm hiểm đắc ý tiết lộ ra tin tức kinh người. Bất quá, kể từ đó, chúng ta bách tộc chi địa, chẳng phải là chưa từng có suy yếu. 99% cao đoan chiến lực cũng không ở tại. Mục tú cùng đồng đảm bỗng nhiên phản ứng kịp, bốn đại tộc tộc trưởng cùng cao tầng toàn bộ ly khai bách tộc chi địa, ở lại giữ số ít cao đoan chiến lực, lại hầu như khuynh xào không còn, đi đem thiên đan đại yêu dẫn hướng đại năng của mộ cái kia. Như vậy hiện tại, bách tộc chi địa thừa ra sáu đại thành, còn có xung quanh vô số thôn trang, chẳng phải là không chịu nổi một kích, ha ha ha, sợ cái gì? Cái này cực hoang vực nhìn dặm không người, nhân tộc căn bản sẽ không tới. Tuy là nhô ra vài cái nhân tộc gian tế, nhưng là có người nói đều là nhược trí, ngu xuẩn vừa so sánh với, phỏng chừng, là không cẩn thận xông vào nơi đây. Đã bị bắt rồi, mặt khác, căn cứ các lão bất tử theo như lời, phương viên mấy ngàn dặm bên ngoài biên giới, không có bất cứ động tĩnh gì, nói cách khác, cũng không có nhân tộc đại quân hoặc là cường giả đến đây, ai có thể hủy diệt chúng ta. Chỉ bằng cái kia vài cái nhân tộc gian tế. Lan Diệt chẳng đáng cười, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy ba cái đại hào người nắm mở ra một chiếc cổ quái xe đẩy. Những thứ này rau dư nhân tạo phản khả năng, đều so với nhân tộc sẽ đến tiến công chúng ta lớn hơn hơn đâu. Ha ha ha. Lan Diệt chứng kiến ba cái kia cự nắm nhân, nhìn không được thuận miệng nói rằng, lúc này, mì thịt bò ba người đang lái một chiếc ba mét không tới tiểu xe vận tải, xe vận tải phía sau thình lình có năm cái đại tự ngụy, u linh hong Gung Chương 226, tử vong xe bay, thảo, bọn họ chiến xa làm sao lớn như vậy, an giang a, đây tuyệt đối là an giang, quá vô sĩ, hư huyễn cùng nông trường chủ chứng kiến lan diệt các loại, chờ, bốn đại tộc chiến xa lúc, người đều ngu, chính mình ba người lúc ghi tên, thì cho một cái trận bàn trận bàn chẳng khác nào là động cơ, trải qua hư huyễn một muộn bên trên nỗ lực. Lấy trận bàn làm trụ cột, cuối cùng là làm ra một chiếc cùng loại lam thủy tinh ô tô, cũng chính là chiếc này u linh hồng gung, nhưng một cái trận bàn công suất rất có hạn, ở hư huyễn phỏng chừng, tối đa cũng liền 4 năm thất mã lực, cũng liền đủ chịu tải một trận không tới tải trọng số lượng, tối cao thời cơ. Rất giỏi có thể lái vào 200 km suốt đầu, thế nhưng cổ động tộc chiếc kia cao mười mấy mét chiến xa một cái bánh xe liền cao 7 mét, cái này đạp mã chí ít lắp ráp bên trên trăm cái trận bàn, cái kia mã lực bao lớn. Quả thực không dám nghĩ, cái này ăn gian làm cũng quá tờ mờ giờ minh một trương đảm chứ, người nắm. Lúc này, hai chiếc xe một tả một hữu, dừng ở mì thịt bò ba người mở u liên hông gung bên cạnh, thảo. Mì thịt bò ba người quay đầu nhìn lại, trực tiếp sợ ngay người. Bên trái, rõ ràng là một cái ước chừng dài hai thước, thân thể chuyển uống lượng hình dáng chuối tiêu người. Trước ngực treo tên, tiêu ba, bên phải, thì là một cái thân thể đường kính hơn một mét đại dưa hấu, dưa hấu người ngốc nghếch, không nghĩ tới, ngoại trừ hai chúng ta, còn có rau dương người dám tham gia cái này tử vong xe bay đại tái. Huynh đệ, chúng ta kính ngươi là cái món ngon. Chuối tiêu người dũng sĩ tiêu ba cùng dưa hấu người dũng sĩ ngốc nghếch. Những 430 không được khen ngợi một câu, tử vong xe bay mì thịt bò ba người nghe vẻ mặt mộng bức, mã đức, không phải là đua xe sao, vì sao gọi tử vong xe bay, ngạch. Người nắm huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chú tiêu người tiêu ba sửng sốt, lập tức liền giải thích một chút, cái này tử vong xe bay, tối đa tiến hành ba ngày, đấu vòng loại, chính là ở nơi này đường đua bên trong vẫn vòng quanh chạy. Chỉ cần có thể kiên trì hai nén nhang thời gian, coi như tấn cấp, trong thời gian này tuyển thủ dự thi trong lúc đó có thể tùy ý công kích, thậm chí giết chóc. Không có bất kỳ hạn chế nào, chuối tiêu người dũng sĩ tiêu ba cực kỳ tự nhiên giới thiệu. Mì thịt bò ba người đều mộng ép, thảo, cái này đạp mã gọi xe bay đại tái, người đạp mã tại sao không gọi chariot of fire. Hơn nữa ta nghe nói, trước đây đã từng có mấy lần thi đấu, có ưu tú còn lại các tộc thiên tài, ở vòng thứ nhất bắt nghịch thiên thứ từ phía sau, cùng ngày đêm đến, liền mất tích cho nên cho tới nay cái này xe bay đại tái ba vị trí đầu toàn bộ đều bị bốn đại tộc lãm hạ chúng ta rau dư nhân cùng hoa quả người liền mười vị trí đầu cũng không vào đi qua ngày hôm nay ta ngốc nghếch tới nơi này sẽ không định sống trở về dưa hấu người dũng sĩ ngốc nghếch lớn tiếng quát gương mặt kiên nghị thảo mì ca quá nguy hiểm không bằng chúng ta rời khỏi chứ hư huyễn nhỏ giọng nhắc nhở đúng vậy a à coi như ngày đầu tiên chúng ta bắt tốt thứ tự phỏng chừng cũng sẽ bị người giết chết a à. nông trường chủ gật đầu không nên hốt hoảng mì thịt bò lại vung tay lên ức ừ, nói cho các ngươi biết ngày hôm qua đêm đến ta đang xuất phía sau chuyên môn tìm sau cùng trôi đi thỉnh giáo lái xe kỹ thuật cái này một lớp tuyệt đối ổn mì thịt bò ngạo nghễ mở miệng lái xe kỹ thuật cho dù tốt có một treo dùng a à hư huyễn cùng nông trường chủ hết chỗ nói rồi hai vị ta có chủ ý hư huyễn nhìn thoáng qua tiêu ba cùng ngốc nghếch bỗng nhiên có một cái kế hoạch nếu như cứ như vậy dự thi đó là phải thua không thể nghi ngờ mã lực bên trên tuyệt đối chênh lệch quá xa ý định gì mì thịt bò hiếu kỳ hỏi tiêu ba ngốc nghếch các ngươi muốn thắng sao muốn vì rau dư nhân cùng hoa quả người chính danh sao hư huyễn chăm chú hỏi đương nhiên muốn chúng ta liền chết còn không sợ chính là vì cho chúng ta rau dưa hoa quả người đoạt một cái danh tiếng nói cho còn lại các tộc chúng ta không phải phế vật tiêu ba cùng ngốc nghếch lớn tiếng trả lời tốt vậy các ngươi qua đây bên trên chúng ta xe đem các ngươi trận bàn tháo ra thêm đến xe của chúng ta bên trên phân tán chúng ta phải thua liên hợp mới có cơ hội hư huyễn trực tiếp mở miệng nói tiêu ba cùng ngốc nghếch đều sợ ngay người do dự một chút cuối cùng cắn răng đã quyết định sau một lát hoan nghênh các vị tham gia lần này xe bay đại tái một vị tứ mục tộc lão giả đứng ở đài cao bên trên phương chậm rãi mở miệng ở đơn giản giảng giải một cái quy tắc sau đó vị này tứ mục tộc lão giả liền tuyên bố bắt đầu tranh tài rầm 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 trong nháy mắt bên trên ngàn chiếc chiến xa nhất tề phát sinh tiếng oanh minh liền toàn bộ liền xông ra ngoài xông lên a à, xông lên a à. thảo xe làm sao bất động mì thịt bò điên cùng thao túng bánh lái hung hăng đạp chân ga lại phát hiện hoàn toàn bất động mì ca trước khởi động trận bàn hư huyễn bưng bít khuôn mặt ngươi ngay cả trận bàn đều không khởi động xe làm sao có khả năng di chuyển ngao minh bạch mì thịt bò cái này mới phản ứng được lập tức U Linh Hồng Gung mới chậm rãi da tóc đứng lên. Một màn này, tự nhiên bị vô số khán giả nhìn ở trong mắt, ha ha ha, một đám rau dưa người, cũng muốn thắng. Cười ngạo, rau dưa hoa quả người những phế vật này, tới chính là chịu chết. Thực sự là không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, không sai. Chính là một đám rác rưởi, còn nằm mơ bắt được xe bay cuộc tranh tài quán quân, bách tộc khán giả, đều là ngồi ở thoải mái chỗ ngồi bên trên không kiên nể gì cả dẫu cợt, mà đứng ở đàng xa, số người nhiều nhất trao dưa cùng hoa quả mọi người, lúc này đều là bị khuất không gì sánh được, tức giận nhưng không dám nói, thế nhưng khi nhìn đến mì thịt bò chiến xa sau khi khởi động, đều là dồn dập huy vũ tiểu thủ, nỗ lực lên, tiêu ba, ngốc nghếch, còn có ba vị cự nắm nhân dũng sĩ. Các ngươi nhất định phải thắng A. Sở hữu rau dưa cùng hoa quả người đều muốn hy vọng đặt ở cái này năm vị trên người, ưm. Ừ. Mì thịt bò ánh mắt đảo qua, vừa lúc thấy như vậy một màn, rau dư nhân cùng hoa quả người, ở bách tộc bên trong như thế gặp xa lánh sao. Mì thịt bò mơ hồ cảm giác được, phương diện này dường như có cái gì cơ hội, bất quá bây giờ, trước lái xe lại nói, gia trì ba cái trận bàn mã lực, U Linh Hồng Gung rất nhanh thì đuổi kịp cuối cùng nhất vài chiến xa. Ha ha ha, đến rồi đến rồi, Lão tử chờ, các loại, chính là cái này nhất khắc. Một cái ngạc ngư nhân giữ tận cười ha hả, điều khiển dài 8 mét khổng lồ chiến xa cố ý giảm tốc độ, đến gần rồi u liên hông gung, cái này ngạc ngư nhân biệt hiệu tân nhân sát thủ, liền thích cố ý lạc hậu, tàn sát những cái này tân nhân lái xe, đến đây đi, đụng vào A. Tân nhân sát thủ ngạc ngư nhân Cố ý đem chính mình xe ngựa trắng mì thịt bò đám người trước mặt, sau đó ngạc ngư nhân liền định khoảng cách gần vừa đủ sau đó, một cái giảm tốc độ, trực tiếp dùng chính mình đuôi xe, tương lai không kịp thắng xe chiếc kia tiểu xe rỡm đụng cái nát bấy, mì ca, cái gia hỏa này chặn con đường của chúng ta. Làm sao bây giờ? Hư huyễn vội vàng hỏi, mì thịt bò nở nụ cười. Gặp phải ngốc bê chặn đường làm sao bây giờ, lái xe đụng chết hắn, ba người trong nháy mắt tâm hữu linh tê, vì vậy U Linh Hồng Gung chẳng những không có giảm tốc độ Ngược lại điên cuồng da tóc đứng lên. Chỉ bất quá, thân xe từng bước hóa thành màu đen nhánh, ha ha ha, đáng thương tân nhân ngu ngốc. Chứng kiến U Linh hông gung da tóc vọt tới, ngạc ngư nhân tàn nhẫn nở nụ cười. Một cái cực kỳ tự nhiên giảm tốc độ, sau một khắc, dài 8 mét cự đại chiến xa, liền cùng cái kia nho nhỏ U Linh hông gung đụng vào nhau, ha ha ha, rau dưa người sông, không ít bách tộc khán giả cười to lên, đừng a. À rau dưa hoa quả mọi người đều tuyệt vọng kêu khóc đứng lên, răng rắc răng rắc, tại chỗ có người dưới ánh mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. U Liên Hồng gung dường như một viên đạn, trực tiếp nghiền nát dài 8 mét chiến xa, sinh sôi tới sát ngạc ngư nhân trước mặt, ở nơi này ngạc ngư nhân hoảng sợ dưới ánh mắt, bánh xe trực tiếp nghiền qua, đem điều này ngạc ngư nhân cá sấu sinh lần đầu sinh nghiền bạo nổ, bốn cái trận bàn. Không sai. Hư huyễn thì là giơ tay lên, thi triển một độn hóa thành một đằng bàn tay to đem ngạc ngư nhân trên chiến xa bốn cái trận bàn nhất tề tháo ra cấp tốc cải tạo đựng u linh hông gung bên trên trận bàn này áp dụng chính là linh thạch làm trụ cột đi qua trận pháp cung cấp động lực kỹ thuật cho nên lý luận bên trên có thể vô hạn điệp gia, oanh bốn cái trận bàn một trang bị bên trên u linh hông gung tốc độ trực tiếp chợt tăng gấp đôi ở trên rầm 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 Hát sắc u Linh hồng gung giống như một phát pháo đạn. Liên tục đụng nổ hết mấy chiếc chiến xa, dường như rời dây cung mũi tên sắt, đánh tới phía trước, cái này. Cái này đạp mã chính là rau dương người. Bách tộc khán giả toàn bộ trận tròn mắt. Chương 227, gió xoáy xung phong long quyển phong, lúc này, to lớn trên đường đua, đã xảy ra kinh người sống mái với nhau, cái này từ mờ giờ căn bản không phải đua xe, trực tiếp chính là trận truồng chém giết, Lan trảo. Lan diệt lái hát sắc chiến xa, chiến xa hai bên trực tiếp hiện lên dài 10 mét gai nhọn, đem chu vi hơn 10 chiếc chiến xa trực tiếp đâm cái nát bấy, ha 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 ha. Đồng đảm thì thao túng toàn trường lớn nhất chiến xa. Đem từng chiếc một còn lại tiểu chiến xa tươi sống, nghiền nát, ngàn mũi tên bắn một lượt. Tứ mục tộc mục tú, cố ý tư thế chiến xa đạt đến rất nhiều trong chiến xa giang, một cái hạ lệnh, vô số cự đại mũi tên bay vụt mà ra, trực tiếp quét ngang một mảnh, bắt đầu tranh tại không đến mấy phút, một nửa người dự thi liền chết thảm tại chỗ, ừm. Bỗng nhiên, lan diệt ba người. Cũng không thiếu còn lại cường thế người dự thi, liền chú ý tới một chiếc bay vụt đến xe đẩy, u liên hông gung, còn có bên trong đang ngồi năm cái rau dưa hoa quả người, người nắm. Chứng kiến mì thịt bò, lan diệt nhất thời giận dữ, chính là người nắm, nhìn tư thế, còn muốn cạnh tranh đệ nhất, ha ha ha, vậy cũng đừng trách bản Lan Diệt lòng dạ độc ác, giết những cái này rau dưa người. Lan Diệt một cái búng tay. Bốn năm chiếc lệ thuộc vào huyết Lan tộc dưới trướng chiến xa, liền cấp tốc tới gần mì thịt bò ba người U Linh Hồng Gung, hắc hắc Các ngươi, bị bao vây. Cái này bốn năm chiếc chiến xa đoàn đoàn bao vây U Linh Hồng Gung, từng cái đắc ý một thớt, ngốc nghếch, ngươi tin tưởng chúng ta sao? mì thịt bò bỗng nhiên mở miệng, ta tin tưởng các ngươi. Ngốc nghếch gật đầu. Bắt đầu đi. Mì thịt bò hướng về hư huyễn gật đầu một cái, vì vậy hư huyễn liền lấy ra xiềng xích, thuần thục, vững vàng cột vào ngốc nghếch trên người, làm cái gì vậy? Ngốc nghếch không quá lý giải, hiện tại bắt đầu, ngươi, chính là ngốc nghếch lưu tinh chù y. Mì thịt bò nhàn nhạt mở miệng, liền cùng hư huyễn cùng nhau, thi triển bu số, số cuốn quanh ngốc nghếch toàn thân cao thấp hư huyễn người tới lái xe được rồi mì thịt bò một cái thông thạo thay người tư thế lập tức nắm lên ngốc nghếch trực tiếp huy vũ dựng lên rầm 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 a a a ngốc nghếch trực tiếp bị mì thịt bò cho rằng lưu tinh chù y huy vũ mà ra đem chu vi sở hữu chiến xa toàn bộ đập cái nát bấy khán giả nhìn người đều ngu đó là người nắm người nắm có mạnh như vậy lúc này trên đài cao phụ trách chủ trì tranh tài tứ mục tộc lão giả nhướng mày, do dự một chút, lập tức nói rằng, để ngừa một phần vạn, đi, đem huyết mạch trắc thí thạch bi mang tới, là, lúc này, trải qua hơn 10 phút kịch chiến, tràng thượng chiến xa càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại có bốn chiếc, lần này xe bay đại tái, vòng thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm thảm liệt đến trình độ này. Quả thực chấn kinh rồi sở hữu khán giả, nhưng để cho sở hữu khán giả cảm giác không thể tưởng tượng nổi là, trong đó một chiếc chiến xa, dĩ nhiên là năm cái rau dưa hoa quả nhân, tuyệt đối không thể để cho đám này đê tiện nhất phế vật, cùng chúng ta cùng nhau đi qua vòng thứ nhất. Huyết lang tộc lang diệt giận dữ nói, đó là tự nhiên. Tứ mục tộc mục tú cũng là gật đầu. Ta bên trái, ngươi bên phải, tốt, lang diệt cùng mục tú không nói hai lời, nhất tề giảm tốc độ, sau đó một tả một hữu, chuẩn bị giáp công mì thịt bò các loại, chờ, bọn hắn tới. Hư huyễn vội vàng nhắc nhở. Tử hai người này chiến xa thật không đơn giản, ngốc nghếch lưu tinh chú y hiển nhiên làm không xong bọn họ hoàng, tiêu ba, người hương tiêu bì có thể cởi ra sao? Có thể a, à, chính là sẽ có chút lãnh, tốt lắm, cởi ra cho ta, tốt, hư huyễn cùng nông trường chủ vẻ mặt mờ mịt nhìn mì thịt bò bỏ đi tiêu ba hương tiêu bì, một đầu óc dấu chấm hỏi, da tóc. Mì thịt bò bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp da tóc. U Liên Hồng Cung nhất thời tăng tốc độ, vượt qua Lan Diệt cùng Mục Tú hai chiếc chiến xa, đang ở Lan Diệt cùng Mục Tú cũng muốn gia tốc đuổi theo thời điểm. Mì thịt bò bỗng nhiên vung tay lên, tiêu ba hương tiêu bì, đột nhiên ném ra, đánh rơi trên mặt đường, hai vị, phía trước có hương tiêu bì, cẩn thận a. À. Mì thịt bò còn hảo tâm nhắc nhở một câu, hương tiêu bì. Ha hả, ngu ngốc chính là ngu ngốc. Lan Diệt cười lạnh, chính là hương tiêu bị tính là gì? Chính mình chiến xa dài đến 20m, trọng hơn 20 tấn, biết sợ chính là một cái hương tiêu bì. Ép tới. Lan Diệt vung tay lên, trực tiếp quát, vì vậy Lan Diệt chiến xa trực tiếp vọt tới hương tiêu bì bên trên, nhưng mà hắc sắc hương tiêu bì lại kéo dài vô hạn, dĩ nhiên không chút nào bị nghiền nát, bởi vì đây không phải bình thường hương tiêu bì, mà là bu số súc hương tiêu bì, không tốt chiến xa áp đến hương tiêu bị trong nháy mắt, Lan Diệt liền đã nhận ra không ổn. Sau một khắc, dài 20 mét chiến xa, trực tiếp điên cuồng bay vọng lên, mất đi khống chế, sau đó một đầu đụng phải một tú trên chiến xa, oanh. Hai chiếc chiến xa trong nháy mắt cùng nhau xong đời, phế vật, hai cái phế vật. Liền người nắm đều không giải quyết được. Lúc này, đồng đảm lái cự vô phách chiến xa trực tiếp nghiền nát tai nạn xe cộ hiện trường hai chiếc chiến xa thậm chí đem cật lực bò ra ngoài thùng xe, muốn cầu cứu Lan Diệt cùng nhau nghiền chết, người nắm, đi chết đi. Đồng đảm giá thế cự vô phách chiến xa trực tiếp đuổi theo, liền muốn đem nho nhỏ U Linh Hồng Gung nghiền nát, mì ca, cái kia hàng đuổi theo tới. Hư huyễn quay đầu, vội vàng nhắc nhở, gia tóc, sau đó, quay đầu lại, mì thịt bò không loạn chút nào, vung tay lên. U Linh Hồng Gung gia tóc kéo dài khoảng cách phía sau, một cái quay đầu lại, liền mặt ngó cự vô phách chiến xa, ha ha ha, đây là muốn chính diện mới. Các ngươi chết chắc rồi. Đồng đám cười ha ha, chính mình chiến xa phía trước, nhưng là lắp ráp vượt lên trước cao 10 mét bọc thép, cái kia nho nhỏ xe rẫm cứng rắn đi nữa, cũng là vừa chạm vào đến toái, người nắm, nhất định phải thua. Gia tốc Nguy thịt bò một thân ra lệnh, U Linh Hồng Gung liền hướng phía cự vô phách chiến xa phóng đi, khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, giờ khắc này, mọi người đều khẩn trương, lẳng lặng nhìn, đang ở khoảng cách song phương không đến trăm mét thời điểm, một độn, một sườn núi. Mì thịt bò giơ tay lên, chế tạo một cái mộc đằng biến thành sườn dốc. Đồng thời phủi ném tới phía trước, U Linh Hồng gung vọt thẳng đến trên sườn đồi, trong nháy mắt bay lên trời, cùng nhau dùng nguyệt bộ. Mì thịt bò hét lớn một tiếng, cùng huyền huyễn còn có nông trường chủ ba người cùng nhau đem chân vương ngoài của sổ xe, phát động nguyệt bộ, mượn nguyệt bộ lực lượng, U Linh Hồng Gung trực tiếp quay về lên, để cho người biết một chút về. Gió xoáy xung phong long quyển phong lực lượng. Theo mì thịt bò tiếng trống to, hát sắc U Linh Hồng Gung hóa thành một đạo gió xoáy, lăng không dựng lên, vượt qua cự vô phách chiến xa cái kia cao 10 mét bọc thép trực tiếp đánh về phía bên trong buồng lái này đồng đảm. Cái gì? đồng đám người đều ngu, chiến xa, còn đạp mã có thể bay được, phốc thử. Sau một khắc, xoay tròn U Linh Hồng Gung trực tiếp đụng vào đồng đám trên người, đem da dày thịt béo cổ đồng tộc đồng đám, trực tiếp vỡ thành nát như kèm theo U Linh Hồng Gung rơi xuống đất, mì thịt bò ba người, còn có tiêu ba cùng ngốc nghếch cùng đi đi ra, tử vong xe bay đại tái, còn lại lái xe, toàn bộ tơ mờ giờ là rác rưởi. Ta cự nắm nhân nắm nắm mì, mới thật sự là quán quân rau dư nhân cùng hoa quả người những đồng bào. Thắng lợi, thuộc về chúng ta lạp, mì thịt bò dơ tay phải lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, thấy như vậy một màn, bách tộc khán giả ngậm miệng không tiếng động, nhưng là ở đây hai ba trăm ngàn rau dư nhân cùng hoa quả người, lại toàn bộ dơ hai tay lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét, nắm nắm mì, nắm mì, nắm mì, nắm nắm mì, giờ khắc này, cự nắm nhân nắm nắm mì chính là toàn bộ rau dưa nhân cùng hoa quả nhân anh hùng nhưng mà trên đài cao tứ mục tộc lão giả còn có còn lại ba đại tộc lão giả toàn bộ sắc mặt âm trầm không gì sánh được trong mắt càng là sát ý hiện lên cái này nắm nắm mì tuyệt đối không thể lưu bốn đại tộc lão giả lẫn nhau nhìn thoáng qua trong nháy mắt thống nhất ý tưởng vì vậy bốn đại tộc lão giả nhất tề đứng dậy bắt đầu rồi hành động cự nắm nhân nắm nắm mì nắm nắm huyển Nắm nấm nông, lão phu tứ một tộc trưởng lão một trong, một sa, bây giờ hoài nghi các ngươi là nhân tộc gian tế, toàn bộ, bắt lại cho ta. Chương 228, tôn quý nhất trao dương người huyết mạch, cái gì? Nhân tộc gian tế, ha ha ha, ta nói đâu, người nấm làm sao có khả năng có lợi hại như vậy, nguyên lai là nhân tộc gian tế, bách tộc đám người đảo qua phía trước kinh ngạc cùng không phục, dồn dập đắc ý. Bách tộc mọi người mới mặc kệ thật giả, có lấy cớ này giết chết cái này cự nắm nhân nắm nắm mì. Mới là bách tộc đám người nhất muốn thấy, cự nắm nhân, theo chúng ta đi a. À. Hơn mười tứ một tộc chiến sĩ đoàn đoàn bao vây qua đây, liền chuẩn bị bắt người, rắm, ngươi nói ta là nhân tộc gian tế, ta chính là sao? Lão tử không phục. Mì thịt bò ói ra, mà đức, hỗn đảng này cư nhiên như thế vô sĩ, dĩ nhiên nói xấu mình là nhân tộc gian tế, ta đạp mã ngao đối với mình quả thật là nhân tộc chờ chút lão tử tuy là thân thể là nhân tộc nhưng lão tử tâm nhưng là chân chính lớn nắm a vô sĩ nắm nắm mì chính là cự nắm nhân bộ tộc hắn mới không phải người bốn ba ba tộc gian tế chúng ta rau dương người không phục một sa trưởng lão ngươi đây là nói xấu ghê tởm chứng kiến chúng ta rau dương người thắng cho nên hay dùng nhân tộc gian tế mượn cớ sao Mục Sa nói, trực tiếp liền chọc giận hai ba trăm ngàn rau dưa cùng hoa quả người, nắm nắm mì, là chúng ta rau dưa cùng hoa quả người anh hùng. Các ngươi muốn bắt, liền ta cùng nhau bắt. Dưa hấu người ngốc nghếch, đứng ra trống to, còn có ta, muốn bắt, đem ta cũng bắt. Chuối tiêu người tiêu ba cũng là đứng dậy, còn có ta, ta, có bản lĩnh bắt ta, hai ba trăm ngàn rau dưa cùng hoa quả người nhất tề trào vào đường đua nhóm như thủy triều đoàn đoàn bao vây mì thịt bò ba người cái này mục sa đều sợ ngay người tại sao có thể như vậy cái này nắm nắm mì cương nhiên sở hữu khổng lồ như thế lực ảnh hưởng tốt các ngươi đã không phục cầm huyết mạch trắc thí thạch bi qua đây mục sa cười nhạt vung tay lên đã có người đánh tới một cái to lớn thạch bi nếu như các ngươi thật là cự nắm nhân các ngươi đương nhiên sẽ không sợ khảo sát này nhưng nếu như các ngươi là nhân tộc như vậy cái này huyết mạch trắc thí thạch bi, sẽ trắc ra các ngươi nhân tộc thân phận, Mục Sa cười ha ha một tiếng, đắc ý nói rằng, mới vừa rồi trong trận đấu, Mục Sa nhìn chằm chậm vào cái này nắm nắm mì, phát hiện cái này nắm nắm mì dĩ nhiên thi triển ra nhân tộc công pháp. Cũng chính là cái kia chân đạp hư không, làm cho chiến xa quay về công pháp, cộng thêm phía trước đen nhánh kia sắc làm cho chiến xa biến thành đen quỷ dị công pháp, Mục Sa tuyệt đối có nắm chắc, cái này nắm nắm mì, tất nhiên là nhân tộc ngụy trang ở nơi này huyết mạch thiên phú thạch bi qua khảo nghiệm nhân tộc tuyệt đối không cách nào giấu giếm quá tốt ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi mì thịt bò cười to ba tiếng bước đi hướng về phía huyết mạch thiên phú thạch bi sở hữu rau dưa cùng hoa quả người đều là khẩn trương kháng tuy là nắm nắm mì là của mọi người anh hùng hay nhưng một phần vạn nắm nắm mì thật là nhân tộc làm sao bây giờ sau một khắc mì thịt bò vương tay liền vỗ vào huyết mạch kiểm tra. Một cái hư huyễn cái bóng, ở thạch bi bên trên mới chậm rãi hình thành, ha 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 ha, tuyệt đối là một hình người, nắm nắm mì, người xong đời, ư. Ừ. Ân ân ân. Mục sa đang đắc ý cười to, liền sợ ngay người, những người khác cũng sợ ngay người, thạch bi bên trên phương, một đống lớn vô cùng xích hình hư ảnh, chậm rãi hiện lên, cái hình dáng này, mì thịt bò đám người nhìn rất quen mắt cùng ngũ trảo kim long đế tổ kéo cái kia một đống, giống nhau như đúc, huyết mạch kiểm tra thiên phú thạch bi, trắc thí đi ra đệ một cái huyết mạch, chính là chân long chi xích hộ thể, ta. Ta không tin. Mặt khác hai cái đâu? Mục sa giận dữ, vội vàng quát, hư huyễn bên trên trước vỗ, một cái cùng mì thịt bò giống nhau như đúc lông tường hư ảnh chậm rãi hiện lên, đến rồi nông trường chủ. Thảo, thảo, liền bị thịt bò cùng hư huyễn đều kinh hãi, bởi vì nông trường chủ trắc thí phía sau, hiện lên không riêng gì lông tường hư ảnh, ở lông tường hư ảnh bên ngoài, còn còn cuốn hơn vạn thật nhỏ không gì sánh được các loại bay luyện hư ảnh, tên gọi tắt. Vạn tường huyết mạch Mục sa cả người đều ngu, thấy không, hấp thu vạn bay luyện chi lực. Cái này, tuyệt đối là hàng thật giá thật, xưa nhất, tôn quý nhất trâu dương người huyết mạch. Thấy như vậy một màn, Vô số rau dưa cùng hoa quả người toàn bộ sôi trào, huyết mạch kiểm tra thiên phú thạch bi không có khả năng làm bộ, nhân tộc trong cơ thể, làm sao có khả năng có như thế nghịch thiên bay luyện chi huyết mạch, cho nên không hề nghi ngờ, nắm nắm 13 người chính là hàng thật giá thật cự nắm tộc. Vẫn là huyết mạch thuần chánh nhất, tối cường đại rau dưa người. Càng là rau dưa cùng hoa quả nhân anh hùng. 400 năm tới, lần đầu tiên bắt xe bay đại tái quán quân tồn tại, ta ta không tin. Mục sa giận tím mặt, trực tiếp bộc phát ra trúc cơ cảnh đỉnh phong tu vi, ánh mắt chuyển động, liền khóa được nắm nắm mì, sát ý hiện lên, mục sa liền định cường sát nắm nắm mì. Nhưng mà, hoa lạp lạp. Ở đây hai ba trăm ngàn rau dưa cùng hoa quả người, cảm giác được rõ ràng mục sa sát ý, từng tầng một, nhất trọng trọng, chắn nắm nắm mì trước mặt. Vô số năm qua, bốn đại tộc đều muốn rau dưa cùng hoa quả người cho rằng nô bộc, coi thường, nhục mạ, nhục nhã, đều là cơm thường, bốn đại tộc cường giả, càng là tâm tình không tốt, tùy ý tàn sát rau dưa cùng hoa quả người. Những thứ này, rau dưa cùng hoa quả người đều nhìn, dù sao thực lực không bằng người, nhưng là bây giờ, nắm nắm mì, là rau dưa cùng hoa quả người anh hùng, càng là huyết mạch tôn quý nhất rau dưa người, có thể nào trước mặt mình bị giết, oanh hai ba trăm ngàn rau dưa cùng hoa quả người nhất tề hiện lên sát ý ánh mắt càng là khóa được một xa tuy là toàn bộ đều là linh mạch cảnh cùng đoán thể cảnh nhưng là trút cơ cảnh tột cùng một xa lại có chút đổ mồ hôi trong lòng càng là lần đầu tiên có chút sợ các ngươi các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao vài cái tướng mục tộc chiến sĩ rống to miễn cưỡng muốn trấn trụ tràn diện nhưng mà rau dưa cùng hoa quả mọi người căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng thảo rau dưa cùng hoa quả nhân cùng bách tộc trong lúc đó cừu hận đã lớn như vậy sao hư huyễn có chút khiếp sợ chính mình ba người biểu hiện cho dù tốt cũng không khả năng làm cho rau dưa cùng hoa quả nhân cùng bách tộc xuất hiện lẫn nhau cục diện giằng co vậy tất nhiên là quá khứ cho tới nay giữa song phương thì có rất lớn cừu hận chính mình ba người chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa mà thôi mục sa đại nhân, tạm thời nhẫn nại. Để trước quá bọn họ, các loại, chờ, lúc nửa đêm. Một cái tướng mục tộc người, đứng ở mục sa bên người 3.0, nhỏ giọng nói nhỏ, thuận tiện làm một cái cắt cổ động tác, cũng tốt. Mục sa suy nghĩ một chút, thì cũng đồng ý, được rồi, các ngươi đã ba vị, đúng là cự nắm nhân. Lão phu kia mục sa liền thừa nhận các ngươi thân phận, còn có. Thắng lợi. Mục sa tuyển trạch lui một bước. Phất tay một cái, đem cúp phát tới, đồng thời, mục sa phất tay một cái, làm tưởng thưởng ba đại mỹ nữ, nhất tề xuất hiện, đến rồi đến rồi. Mì thịt bò trong nháy mắt kích động, thảo, chính mình đau khổ đánh đến hiện tại, vẫn vẫn duy trì khí phách mà người cao ngạo thiết, vì cái gì, không phải là vì giờ khắc này sao, bách tộc ba đại mỹ nữ A, đêm nay liền có thể muốn làm gì thì làm không có cây nhi làm sao vậy, mình còn có hai tay, còn có hai chân, còn có đầu lưỡi a, à, mà ha 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 ha. Mì thịt bò cực kỳ hưng phấn, lập tức liền thấy ba vị mỹ nữ chân dung. Chương 229, ẩn dấu NPC, Phốc. Chỉ một cái liếc mắt, mì thịt bò liền phun, thảo, những thứ này dị tộc, có độc, ba đại mỹ nữ, một cái ngưu đầu nhân, một cái lang nhân mụi tử, bộ lông hắc một thớt, trải rộng toàn thân, cuối cùng một cái, rõ ràng là cổ đồng tộc mỹ nữ, mặt chữ điền, vượt lên trước một tấn cường tráng thân thể, cơ mờ nờ, ta nắm nắm mì. Ngày hôm nay, là vì rau dưa cùng hoa quả nhân vinh dự mà chiến, mỹ nữ. Không muốn. Mì thịt bò vung tay lên, trực tiếp trả lời, những đồng bào, chúng ta đi, mở khánh công yến. Mì thịt bò vung tay lên, trực tiếp quát, ngao 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 tất cả rau dưa cùng hoa quả người nhất thời hưng phấn la lên lên tiếng, khiên mì thịt bò ba người, hài lòng rời đi, ha hả, nắm nắm mì, ngươi cũng liền bây giờ có thể đắc ý một chút. Đêm nay, lão phu liền muốn ngươi chết. Mục sa giữ tận nở nụ cười lạnh, lập tức phất tay một cái, gọi tới tâm phúc, đại nhân. Là muốn phái những người đó, nửa đêm xuất thủ, giết cái này nắm nắm mì chứ. Cái này tâm phúc gật đầu tỏ ý biết không phải, không chỉ có như vậy. Lặng lẽ tập kết chúng ta tứ mục tộc ở thiên diệp thành ba nghìn chiến sĩ. Một trăm vị trúc cơ cảnh cường giả. Lại mời mu gia các hạ qua đây. Không phải, mu gia đại nhân muốn nhìn chầm chầm nhân tộc giang tế, sợ rằng tới không được, vậy thì mời vị kia nữa bước luân hải cảnh các hạ đến đây đi, ta. À. Đại nhân, đối phó một cái nắm nắm mì không cần lớn như vậy động tác chứ, không phải. Những binh lực này là muốn bao vây tiểu trừ những thứ này rau dưa cùng hoa quả nhân. Một bầy kiến hôi bộ tộc lại dám phản kháng. Lúc tờ mờ sáng động thủ, giết chết một vạn rau dưa cùng hoa quả người, để cho bọn họ cả đời cũng không dám phản kháng nữa, Minh Bạch, Tâm Phúc gật đầu, lập tức mã bên trên triệu tập bộ hạ, bắt đầu ra lệnh, 18 là đại nhân. Một người trong đó bộ hạ nghe xong mệnh lệnh sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, xoay người lúc, lộ ra cái trán bên trên hai cái sừng dài. Cùng với trên da thịt miếng vẫy, dĩ nhiên tại nơi đây, gặp Mika Bộ hạ này nhỏ giọng tự nói một câu, lập tức liền nhanh chóng ly khai, đêm muộn lân cận, thiên dịp ngoài thành, có một cái cự đại khu cư ngụ, cũng chính là rau dưa cùng hoa quả người ở đặc biệt khốn trong vùng, không sai, rau dưa cùng hoa quả người, thậm chí cũng không có tư cách ở tại thiên dịp bên trong thành chỉ cần có công tác lúc mới có thể đi vào trong thành như đều là bách tộc nô bộc phục vụ một dạng đại gia vì anh hùng của chúng ta nắm nắm mì đại nhân hoang hô a một cái củ nát sân rộng bên trên vô số rau dưa cùng hoa quả người đoàn đoàn bao vây lấy trung gian ba bóng người chính là mì thịt bò ba người nắm nắm mì làm 400 năm tới để nhất cái bắt xe bay cuộc tranh tài quán quân cộng thêm phía trước trắc ra khỏi tôn quý nhất rau dưa người huyết mạch đã trở thành sở hữu rau dưa cùng hoa quả người anh hùng cùng tín ngưỡng, bởi vì, đây không chỉ là một hồi thi đấu quán quân đơn giản như vậy, mà là vì tất cả rau dưa cùng hoa quả người hãnh diện, nghịch chuyển 400 năm tới bách tộc đối với rau dưa cùng hoa quả người coi thường cùng miệt thị. Cho nên từng cái rau dưa cùng hoa quả người, đều đối với mì thịt bò ba người tràn đầy kính ngưỡng cùng tôn kính, thậm chí nguyện ý vì ba người đánh đổi mạng sống dù sao rau dưa cùng hoa quả người chính là cái này sao tâm trí đơn thuần, nắm nắm mì đại ca, ta liền biết, ngài nhất định có thể thắng lợi. Chú tiêu người tiêu ba kích động nói rằng, nắm nắm mì đại ca. Ngày hôm nay ta có thể làm ngài lưu tin chú y, ta cả đời cũng đáng giá. Dưa hấu người ngốc nghếch cũng là cảm động rơi lệ, ngày hôm nay nhưng là 400 năm tới, rau dưa cùng hoa quả người duy nhất một lần hãnh diện một ngày a. À mì thịt bò không có suy nghĩ nhiều như vậy theo mì thịt bò chỉ là hưởng thụ trò chơi mà thôi Hoa tắc rượu này mùi vị thật không sai a à? bất quá mì thịt bò đối trong tay rượu đó là thật khen không dứt miệng đây là chúng ta lúa mạch người tự tay chế riêng cho tuyệt đối bên trên các loại chờ rượu ngon một cái lúa mạch người đứng ra kiêu ngạo trả lời rau dưa cùng hoa quả người tuy là sức chiến đấu không được nhưng là cực độ am hiểu trồng rau chưng cất rượu, hoặc là quét tước vệ sinh các loại, chờ, việc vặt. Đối với rau dưa cùng hoa quả người mà nói, mỗi ngày có việc làm, chính là lớn nhất vui sướng, mà nhưng là, duy chỉ có không thể chịu đựng được, chính là bách tộc ức hiếp cùng vũ nhục, cho nên mì thịt bò biểu hiện hôm nay. Nhất sẽ như thế lay động rau dưa cùng hoa quả người tâm, các ngươi ăn trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Mì thịt bò ăn uống no đủ, liền theo thói quen muốn tìm địa phương suỵt suỵt một cái đi tới địa phương, mới nhớ Thảo, lão tử ở trong game đều không kê nhi, suỵt cái cộng lông A vì vậy mì thịt bò quay người lại liền định trở về tiếp tục ăn uống nhưng mà, một đạo thân ảnh đột nhiên tự ra phát hiện càng là huy vũ giao găm liền trực tiếp đâm về phía mì thịt bò trái tim Thảo thích khách mì thịt bò uống nhiều rượu lại lọt vào đột nhiên tập kích lập tức bị đánh trở tay không kịp nhưng ngay lúc này phóc thử một cây chủy thủ lại trước một bước quán xuyên cái này thích khách trái tim cái gì người cái này thích khách trừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt ngã xuống ừm, huyết lang tộc thích khách xuất thủ người thuận tay lấy rất thích khách mặt nạ bảo hộ nhàn nhạt mở miệng mì thịt bò lúc này vẽ mặt mộng bức tình huống gì có huyết lang tộc thích khách muốn ám sát ta, sau đó một cái khác dị tộc dết thích khách cứu mình, mì ca, hoặc có lẽ là alpha test đại lão mì thịt bò, chúng ta hẳn là là lần đầu tiên gặp mặt. xuất thủ người cười, trên mặt mang mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt, bất quá cái trắng hai cái hát sắc sừng nhọn, cực kỳ bắt mắt, ngươi, ngươi là ai? mì thịt bò sợ ngay người, biết thân phận mình, hẳn là chỉ có người chơi à, cái này dị tộc đạp mã chính là người nào, đừng lo lắng, ta là Minh Ca đệ tử. Danh hiệu, Vũ. Người xuất thủ nhẹ nhàng nói nhỏ, chính là đệ tám trăm linh một cái ẩn dấu người chơi, Lan Thiên Vũ, mì thịt bò cả kinh, theo thói quen ngẩng đầu nhìn một cái Lan Thiên Vũ đỉnh đầu, kết quả không thấy được ID, Thảo, trò chơi này, còn có ẩn dấu NPC. Là. Lăng Thiên Vũ cũng không để ý, lập lờ nước đôi trả lời một cái, Mika. ca lúc tờ mờ sáng tứ mục tộc trưởng lão mục sa biết chỉ huy một vị nữa bước luân hải cảnh một trăm trúc cơ cảnh ba nghìn linh mạch cảnh tứ mục tộc chiến sĩ bao vây tiểu trừ các ngươi lăng thiên vũ đơn giản rõ ràng bắp muốn nói thẳng ra cái này tin tức nặng ký thảo mì thịt bò sợ ngay người mã đức bao vây tiểu trừ vậy mình còn không mau chạy bọn họ đã phong tỏa toàn bộ khu vực dù cho ngươi là trúc cơ cảnh cũng không trốn thoát được. Lăng thiên vũ nhàn nhạt mở miệng, ta. À. Mì thịt bò bối rối, như vậy dưới làm sao bây giờ, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, rất đơn giản, ngươi ở đây chút trâu dưa cùng hoa quả nhân trung, quy vọng cực cao. Ngươi có thể cho bọn họ phát động phản loạn, tứ tán trùng kích, ngươi thừa loạn chạy đi, lăng thiên vũ trực tiếp nói ra kiến nghị, cái kia, đây không phải là để cho bọn họ chịu chết sao. Mì thịt bò sửng sốt. Những thứ này rau dưa cùng hoa quả người mạnh nhất, cũng mới linh mạch cảnh hậu kỳ, gặp phải nửa bước luân hải cảnh cường giả, một cái tác xuống phía dưới. Bất tử cái mấy trăm hơn ngàn à, không có biện pháp. Nếu không ngươi chết, nếu không bọn họ chết. Ta đã nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Lời đã nói hết. Lăng Thiên Vũ nói xong, liền xoay người chuẩn bị ly khai, chuyện nơi đây đã không sai biệt lắm kết thúc ta muốn mau sớm tìm được Minh Ca vị trí. Lăng Thiên Vũ âm thầm nghĩ tới, liền chuẩn bị rời đi, chờ một cái. Bỗng nhiên. Mì thịt bò lên tiếng, ngươi, ngươi có thể đối phó cái kia nữa bước luân hải cảnh sao? Mì thịt bò hỏi, chính diện giao thủ, tối đa 55 mở. Lăng Thiên Vũ đánh giá một chút, lập tức mở miệng, nhưng cái này tỷ số thắng, ta là sẽ không xuất thủ. Lăng Thiên Vũ lập tức nói bổ sung, chính mình mệnh cùng mì thịt bò không giống với, chỉ có một cái, 50% tỷ số thắng, mình tại sao khả năng xuất thủ. Cái kia, ta làm mồi nhữ, cho ngươi chế tạo cơ hội đâu. Ngươi có thể ám sát. Tự như vừa rồi giống nhau. Mì thịt bò vội vàng hỏi, nếu như như vậy, ta có thể xuất thủ. Chỉ cần có cơ hội. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một chút, đáp ứng nhưng là, coi như giải quyết rồi nửa bước luân hải cảnh cao thủ. Bên trên trăm vị trúc cơ cảnh cùng ba nghìn tứ mục tộc chiến sĩ, cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Ngươi nên biết, giữa các tu sĩ chiến tranh, đề dài pháo hôi nhiều hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở một câu, yên tâm, ta tự có biện pháp. Mì thịt bò nói xong, liền ước định 433 một cái ám hiệu Lăng Thiên Vũ xoay người ly khai, mì thịt bò thì là về tới sân rộng, các vị, ta có một chuyện trọng yếu tình muốn nói. Mì thịt bò trống to, triệu tập sở hữu phụ cận rau dưa cùng hoa quả người. Nắm nắm mì đại nhân, chuyện gì à? Rau dưa cùng hoa quả người đều là tập kết qua đây, mì thịt bò cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem một sa âm mưu nói ra, chỉ bất quá. Mục Sa nói muốn giết một vạn rau dưa cùng hoa quả người làm cảnh cáo, mì thịt bò sữa lại một cái đổi thành muốn giết sạch sở hữu rau dưa cùng hoa quả người cái gì bọn họ tứ mục tộc lại muốn giết sạch chúng ta ghê tẩm, tứ mục tộc đây là không cho chúng ta đường sống a à, vì sao chúng ta vì bọn họ làm trâu làm ngựa kết quả là nhưng phải giết sạch chúng ta rau dưa cùng hoa quả người toàn bộ hỏng mất từng cái lâm vào tuyệt vọng trước không nói còn lại một vị nữa bước luân hải cảnh cũng đủ để giết sạch sở hữu rau dưa cùng hoa quả người, điều này có thể không làm cho đại gia tuyệt vọng. Nhưng lúc này, đã có hai cái thân ảnh nhìn về phía mì thịt bò, chuối tiêu người tiêu ba, cùng dưa hấu người ngốc nghếch. Chương 230, Thủ tịch Đại Nguyên soái nắm nắm mì, tăng thêm, mì thịt bò ánh mắt quét tới, nơi đây, là rau dưa cùng hoa quả mọi người chỗ ở, cách đó không xa, nhiều năm mại dưa chục người, chống ba tông, gần bên, có ông tiểu hài tử tuổi trẻ cải trắng thiếu phụ, nơi đây là rất nhiều rau dưa cùng hoa quả người sinh ra, còn có trưởng thành địa phương, mì thịt bò biết. Đây chỉ là một trò chơi, những thứ này chỉ là một đám NPC, nhưng là mình tại sao khả năng làm được khi sinh bọn họ, tới bảo toàn chính mình đâu, hơn nữa mì thịt bò đã biết, coi như mình chết rồi, mục sa cũng muốn tàn sát một vạn rau dưa cùng hoa quả người đến giết gà dọa khỉ. Mục Sa chắc chắn sẽ không giết tuổi trẻ lực tráng rau dưa cùng hoa quả người, dù sao còn cần bọn họ làm việc. Như vậy nhất định nhưng, biết giết chết những năm kia mại rau dưa cùng hoa quả người, cho nên mì thịt bò chậm rãi siết chặt nắm tay, đột nhiên mở miệng, tứ mục tộc đại biểu là bốn đại tộc, cùng bọn họ cùng nhau, thì là bách tộc, mấy trăm năm qua, bọn họ vẫn ức hiếp lấy chúng ta. Không phải coi chúng ta là làm sinh mệnh đối đãi, chúng ta mấy trăm năm qua, vì bọn họ làm việc. Vì bọn họ công tác, nhưng là đổi lấy, cũng là thoáng làm trái, sẽ bị toàn bộ tàn sát hạ tràng, đại gia, chúng ta có thể chết, nhưng là chúng ta hậu đại đâu. Nhìn những thứ này tiểu rau dưa cùng hoa quả mọi người, bọn họ, vẫn chỉ là đứa bé A, mì thịt bò chậm rãi mở miệng, một phen diễn thuyết, đánh liền động từng cái rau dưa cùng hoa quả người tâm, từng cổ một phẫn nộ. Từng cổ một tuyệt cảnh bức ra dũng khí tràn ngập ở từng cái rau dưa cùng hoa quả người trong lòng, nắm nắm mì đại nhân, ngài nói đi, chúng ta đều nghe ngươi, ta cũng là, ta mệnh, liền giao cho nắm nắm mì đại nhân, mấy ngàn, hơn vạn, mấy trăm ngàn rau dưa cùng hoa quả người, nhất tề gào thét, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đang lặng lẽ bố trí vòng mai phục tứ mục tộc. Ha hả, những thứ này rau dưa cùng hoa quả người, còn tại đằng kia ngốc ăn mừng đây chứ, đúng vậy a. À? Bọn họ căn bản không biết mình đã chết đã đến nơi, nắm nắm mì. Chính là một cái cự nắm nhân, chẳng lẽ còn cho rằng có thể phản kháng chúng ta bốn đại tộc hay sao? Tứ mục tộc chiến sĩ nhóm căn bản không lưu ý, thậm chí đều không người thấy kỳ quái. Chính là một đám rau dưa cùng hoa quả người, có thể lật lên cái gì bọt sống, ngày hôm nay bắt đầu, ta cự nắm nhân nắm nắm mì, thoát ly Bách tộc, ta không còn là Bách tộc một thành viên. Ta là Quang Vinh vị thứ nhất rau quả tộc mì thịt bò giơ tay phải lên rống to một câu nói này đại biểu cho như thế nào hàm nghĩa sở hữu rau dưa cùng hoa quả người đều kinh hãi lập tức chính là cùng mà hưởng ứng ta còn có ta ta cũng rời khỏi bách tộc ta cũng là chúng ta về sau đều là rau quả tộc không sai rau quả tộc vị thứ nhất vương chính là nắm nấm mì đại nhân sở hữu rau dưa cùng hoa quả người nhất tề gào thét giờ khắc này sở hữu rau dưa cùng hoa quả người toàn bộ đồng tâm hiệp lực bệnh thành một sợi dây thường thoát ly bách tộc ý nghĩa phản bội bách tộc ý nghĩa độc lập càng ý nghĩa cùng bách tộc là địch thảo mì ngươi ngươi đây là muốn làm lớn sự tình a à, cái này còn có thể như vậy chơi sao trò chơi này không phải tu tiên trò chơi sao làm sao biến thành chiến lược trò chơi nông trường chủ cùng hư huyễn ăn trong miệng dưa, cả người đều ngu, về đúc tê ép. Mì ca đây là muốn dẫn dắt rau dưa cùng hoa quả người náo độc lập, đi phản loạn, cùng bách tộc là địch A, đây là muốn phát động chiến tranh nhịp điệu A, tiêu ba, ngươi về sau, chính là rau quả tộc tổng tham mưu trưởng, ngốc nghếch, ngươi về sau, chính là rau quả tộc đại tướng quân. Ta nắm nắm mì, chính là thủ tịch đại nguyên soái. Mì thịt bò vung tay lên, trực tiếp phân đất phong hầu đứng lên là nắm nắm mì đại nhân tiêu ba cùng ngốc nghếch kích động quát hiện tại thế nào hai người các ngươi mã bên trên tuyển ra một nhóm ưu tú nhân tài làm quan chỉ huy đồng thời thông báo cùng tập hợp sở hữu rau quả tộc đám người chuẩn bị chiến đấu làm cho lão nhân và hài tử các loại chờ không thể chiến đấu nhân viên tập trung ở cùng nhau có thể chiến đấu toàn bộ tập hợp là Tiêu Ba cùng ngốc nghếch lập tức hành động đứng lên, mì thịt bò chính mình thì là tỉ Mỹ nhớ lại một năm đó chơi qua vô số chiến lược trò chơi, suy nghĩ đối sách, suy nghĩ hồi lâu, mì thịt bò cũng không nghĩ ra có thể một nghịch chuyện lớn như vậy hoàn cảnh xấu biện pháp, chờ một chút. Mì thịt bò bỗng nhiên cả kinh. Tự mình nghĩ không đến, có thể tìm thủy hữu hỗ trợ a, vì vậy mì thịt bò tốc độ ánh sáng lo gút, trực tiếp bên trên diễn đàn, thành thạo đánh sau đó một cái siêu cấp bắt mắt thiếp mời, liền phát biểu ở trên diễn đàn, ta là mì thịt bò, chuẩn bị dẫn dắt trao dưa cùng hoa quả người tự lập đồng thời bao vây tiểu trừ địch, quỳ khiêu chiến thuật đại thần chỉ điểm. Tại tuyến các loại, chờ, siêu cấp bách. Đồng thời, mì thịt bò tận khả năng cặn kẽ, đem hiện tại thế cục, nói rõ, cái này thiếp mời vừa phát ra đi, trong nháy mắt liền có vô số bình luận, hầu như phần lớn bình luận đều là giống nhau như đúc, số ít bình luận, mới là các loại hỏi, thảo, mì ca ngươi đang nói cái gì? Ngươi vững tin ngươi nói là nghịch thiên ma tiên. Trò chơi này không phải tu tiên sao? Từ đâu xuất hiện tự lập cùng bao vây tiểu trừ địch, thảo, mì ca ngươi tờ mười giờ đang đùa ta. Rau dưa cùng hoa quả ngươi. Về đúc TS, trong diễn đàn thủy hữu nhóm toàn bộ đều là mộng bức, đây không phải là tu tiên trò chơi sao, minh ca phía trước không trả mang theo mì ca đám người Tây Chinh. Tao ngộ bạo viêm thư hỏa long tập kích mà tẩu tán sao? Có người nói Luffy ca đám người còn bị bắt, Mika không phải vậy cũng bị truy nã, đông chạy tay trốn sao? Làm sao đột nhiên Mika đã nói phải dẫn hai ba trăm ngàn rau dưa cùng hoa quả người tự lập rồi hả? Cái này đạp mã cái quỷ gì? Mì thịt bò cũng không sốt ruột, nhìn bình luận, bởi vì bình luận quá nhiều người, Mì thịt bò thẳng thắn che giấu mười cái chữ trở xuống hồi phục. Quả nhiên một cái thanh tịnh rất nhiều nhưng vào lúc này, một cái bình luận làm cho mì thịt bò hai mắt vẽ mặt, mở tô người ai đi, trư ca ngọa long, mì ca, ngươi nói tình huống ta đã giải, căn cứ ta chiến thuật đại sư phân tích, ngươi cách cục này, thuộc về hẳn phải chết cục, thế nhưng mì ca không nên hốt hoảng. Vẫn như cũ có phương pháp phá cục. Lại nghe ta tinh tế nói tới. Mì thịt bò vội vàng tiếp tục xem tiếp, đã có ẩn dấu NPC giải quyết nửa bước luân hải cảnh, như vậy mì ca ngươi chủ yếu suy nghĩ, là như thế nào đột phá vòng vây, rau dưa cùng hoa quả nhân chiến lực, có thể xem là tay không tất sắc nông dân, tứ mục tộc, chính là tinh nhuệ hiện đại hóa bộ đội đặc chủng, muốn dựa vào nhân số trực tiếp ngành sông, là một con đường chết. Thế nhưng mì ca, bên cạnh ngươi không phải có hư huyễn đại lão cùng nông trường chủ đại lão sao? Cho nên ngươi muốn nhảy ra tư duy hình thức tới phản kích, trước tiên, làm cho hư huyễn ca chế tạo vũ khí, thứ nhì, làm cho nông trường chủ đại lão xuất ra chân lông chi xích, pha loãng sau đó cho rau dưa cùng hoa quả mọi người dùng, nếu bọn họ như lời ngươi nói, có thể cố định hấp thổ. Ăn xích mạnh mẽ, cái kia lý luận bên trên, đối với bọn họ mà nói, chân lông chi xích chính là tối cường phần mềm hắc, cuối cùng, ngươi muốn dạy bọn họ bu sô su. Cách ánh bình minh thời gian quá ngắn, những công pháp khác căn bản không kịp học. Nhưng bu sô su đơn giản dịch học, ngươi chỉ cần dạy cho bọn hắn công kích và phòng ngự bu sô súc liền có thể, cũng chính là lúc công kích. Đem bu sô súc thêm tại trên nắm tay, phòng ngự lúc, đem bu sô súc thêm tại cánh tay bên trên, giáo hội hai cái này, như vậy đủ rồi. Bên trên thừa lại, thì nhìn mệnh, trư ca ngọa long thành thạo mà tinh luyện, đem tuyệt địa phản kích sách lược chiến thuật, giải thích đi ra, ta hiểu được, cảm ơn đại thần. Mì thịt bò nhìn xong, yên lặng nhớ kỹ phía sau, liền hồi đáp một cái biểu thị cảm tạ. Lập tức lại vội vàng bên trên tuyến, làm thủy tinh bên trên, một cái trước máy vi tính, sách sách sách, mì ca chuyện cười này mở thực sự là có thể đâu, ta kém chút tin là thật. Còn rau dưa hoa quả người tự lập. Không hổ là mì ca, quá tờ mờ giờ có thể viện. Một thanh niên cười ha ha một tiếng, thanh niên trước màn ảnh ai đi, thình lình chính là trư ca ngọa lông, trư ca ngọa lông cho rằng mì thịt bò là nói bừa vì vậy liền theo chuyện cười này đưa ra phản kích một cái chiến thuật, bất quá. Mì ca nói, sẽ không. Là thật chứ? Trư ca ngọa Long bỗng nhiên sửng sốt, thân là một cái chiến thuật đại sư, tuy là không có thể tự thể nghiệm nghịch thiên ma tiên, nhưng là trư ca ngọa Long vẫn chú ý trò chơi tiến trình, phân tích nghịch thiên ma tiên bên trong cách cục biến hóa, theo trư ca ngọa Long Phương Tây Bách Tộc là hạ nhất minh tông môn uy hiếp lớn nhất, nhưng cũng là cực đại cơ duyên, uy hiếp, là bởi vì một ngày phát hiện hạ nhất minh tông môn, bách tộc cùng giữa nhân tộc cừu hận không thể điều hòa, tất nhiên bạo phát chiến tranh, bách tộc nhân khẩu số đến cực kỳ khổng lồ, từ vương Luffy bị bắt Francesco cùng ghi hình, còn có hư huyễn đại ca phát bách tộc chi địa tình báo thiết. liền biết rõ một ngày hạ nhất minh tông môn bị bách tộc phát hiện, tuyệt đối sẽ bị toàn tông tàn sát, mà người chơi nhất phương căn bản không có năng lực đối kháng nhưng từ một cái góc độ khác mà nói nếu như có thể đạt được bách tộc bên trong dù cho một bộ phận nhánh tốt triệu cầm liền có thể được số lượng cao các loại dụng cụ thường ngày thức ăn đồ gia vị thậm chí gia công sản phẩm nông nghiệp sản phẩm thậm chí có thể thuê làm bách tộc người thay trồng trọt các loại linh thảo thu hoạch